Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Đám rùa côn nhìn thấy số tiền lớn mà người phụ nữ kia đưa cho thì không thể nào kìm được lòng tham mà đồng ý ngay lập tức sẽ đi bắt đứa bé trong bức ảnh kia. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của lão hổ, cảnh sát có muốn vào cuộc điều tra cũng không thể nào làm được gì đâu. Bởi vì từ trước đến nay, ranh giới giữa xã hội đen và cảnh sát lúc nào cũng ở thế cân bằng. Cảnh sát muốn điều tra sao? Tuyệt đối phải có bằng chứng cơ. Thế nhưng đám xã hội đen này dưới con mắt pháp luật vi phạm rất nhiều, cảnh sát cũng đành bất lực bởi vì không có bằng chứng để mà bắt người. Tiểu Luân, đứng đây chờ chị một chút nha. Nếu chán quá thì em có thể lấy bánh ra ăn. Tiểu Luân không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, thằng bé ngoan ngoãn gật đầu đứng xuống, còn tiện tay vừa lấy túi đồ ăn của Lam Phi ra ăn. Một tên da ngăm bước đến, nhìn Lam Phi một lúc, sau đó thì ánh mắt háo sắc lên tiếng. Người đẹp, đưa thằng nhóc con cho bọn này đi, không khéo bọn này còn rủ lòng mà nhẹ nhàng với cô em hơn đấy. Nói xong thì hắn ta vươn tay muốn chạm vào gương mặt của Lam Phi. Thật là không ngờ, chỉ một thoáng, ánh mắt của cô đã tỏa ra sát khí, nắm chặt cổ tay của tên da đen kia mà bẻ ngoặt ra đằng sau. Đám du côn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn thì có chút dè chừng mà lùi lại ra phía sau. Lam Phi lạnh lùng giơ chân xoay một cú đá tuyệt đẹp giáng xuống, khiến cho tên da đen ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Phải nói rằng hành động của cô rất nhanh, đám du côn tên nào tên nấy đều trợn tròn mắt. Bọn chúng không thể nào ngờ được một cô gái nhìn thì có vẻ mảnh mai yếu đuối lại ra tay tàn độc như thế này. Nhưng mà nghĩ đến đã nhận tiền của người phụ nữ kia nên tên cầm đầu không chịu bỏ qua. Hắn ta ra lệnh cho đàn em lấy vũ khí ra. Rượu mời không muốn uống mà lại muốn uống rượu phạt à? Chúng mày đâu, tóm lấy con tiện nhân này cho tao. Hai tên du côn cầm dao lên phía trước, sau đó tấn công Lam Phi. Chỉ biết rằng cô thở nhẹ ra một cái, lấy lại bình tĩnh và né tránh từng đợt tấn công của đối phương. Cũng may đám du côn này ngoại trừ dáng vẻ cao lớn ra thì chẳng có võ, nếu không thì cô sợ sẽ không thể nào chống cự được. Chị xinh đẹp, phía sau chị kìa. Nghe thấy Tiểu Luân nhắc nhở, Lam Phi nghiêng người né tránh vũ khí đang lao đến. Sau đó thì cô ấn một tên trước mặt xuống, lấy bàn chân nhảy lên, xoay một cú đá vào mặt của từng người đang lao đến. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đám du côn đã bị hạ gục, nằm la liệt đau đớn trên mặt đất. Tiểu Luân lúc này vừa ăn xong đồ ăn, cậu bé vui vẻ chạy đến bên cạnh cô. Nhìn túi đồ ăn đã bị cậu bé ăn sạch rồi, cô không khỏi buồn thối ruột. Vất vả cả ngày chưa được ăn gì, cứ tưởng rằng đến tối sẽ có một bữa ăn ngon. Ai mà ngờ đã bị cậu bé này thảnh thơi ngồi ăn hết, không còn sót một chút nào. Lam Phi hờn dỗi ngồi xuống, vươn hai tay béo má của Tiểu Luân cho bỏ ghét. Nhóc con, chị vừa cứu em đấy. Em thì hay rồi, thảnh thơi ngồi ăn sạch đồ ăn của chị. Em có còn lương tâm không? Là chị vừa nói cho Tiểu Luân ăn còn gì nữa. Thôi được rồi, là do ban đầu cô bất cẩn đi. Lam Phi sau một hồi giày vò hai bên má của cậu bé thì đứng dậy ấn cậu bé vào trong xe. Chiều tiền là phải rẽ vào một quán ăn để mà lấp đầy cái bụng trước đã. Cô sắp không thể nào đứng vững được nữa rồi. Hai người một lớn một nhỏ đi vào trong một quán ăn nhỏ truyền thống. Lam Phi gọi một phần cơm chiên và một tô mì thịt bò. Tiểu Luân cũng không kiêng nể mà gọi thêm bát súp và một bát cháo toàn là thịt. Này nhóc, ăn hết phần của chị rồi
mà vẫn còn ăn tiếp được nữa sao? Em không kén ăn, thường ngày em ăn rất nhiều. Chỉ là dạo gần đây mẹ em bận quá nên là em không được ăn nhiều như trước thôi. Em là heo đấy à? Chị đừng nghĩ rằng chị xinh đẹp là muốn nói gì cũng được nha, em không phải heo. Ông chủ nhìn hai người bàn luận sôi nổi thì cũng buồn cười che miệng, rồi quay người đi mang đồ ăn lên. Nếu nhìn thoáng qua thì ai cũng nghĩ rằng hai người là mẹ con, nhưng mà khi đến gần, nghe họ nói chuyện thì thấy giống hai chị em hơn. Rất nhanh chóng, ông chủ đã mang ra đồ ăn. Lam Phi ngẩng đầu lên quan sát Tiểu Luân, thằng bé không giống những đứa trẻ bình thường khác. Tiểu Luân lấy một chiếc thìa, rồi lấy cái khăn giấy lau sạch thìa, rồi từ tốn dùng cháo từng chút một. Động tác thuần thục, tao nhã, khác hoàn toàn với bộ dáng của đám trẻ con tinh nghịch bình thường. Có thể nói, mẹ của cậu bé giáo dục rất tốt. Mẹ em làm cái gì mà bận vậy chứ? Mẹ em là cảnh sát hình sự đấy, sáng đi sớm, tối thì về muộn. Thảo nào mà cậu bé này lại có thể học được cách tự lập sớm đến như vậy. Thế còn ba em thì sao? Em không có ba, em chỉ có mẹ thôi. Làm vì không biết rằng ba thằng bé mất sớm hay là đã bỏ hai mẹ con lại nữa. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của gia đình người ta, cô không nên hỏi nhiều thì tốt hơn. Em 6 tuổi rồi, chị không cần phải lo lắng hay là chăm sóc cho em. Chị chỉ cần cho em chỗ ngủ, cho em ăn đồ ăn, rồi mặc quần áo là được rồi. Nghe cậu bé nói như vậy, cô theo bản năng gật đầu đồng ý. Thế nhưng mà khi cô ăn xong bát mì, đầu óc bỗng dưng nảy số. Ý của Tiểu Luân vừa nãy rất rõ ràng. Này, em không bị đi lạc có đúng không? Tiểu Luân bị vạch trần thì im lặng, liên tục múc cháo cho vào trong miệng. Quả thật là thằng bé này không đi lạc mà tự ý rời nhà bỏ đi. Tiểu Luân sống cùng với mẹ, năm thằng bé được 3 tuổi thì mẹ bắt đầu đi làm trở lại, rất bận rộn. Tiểu Luân vì vậy mà cũng học cách sống tự lập. Mỗi ngày trước khi mà đi làm, mẹ Tiểu Luân đều chuẩn bị bữa sáng và bữa tối sẵn cho cậu. Nhiệm vụ của Tiểu Luân khi mà đi học về là dọn dẹp nhà cửa, bật nước nóng, tắm rửa, rồi lên bàn học bài, chờ mẹ trở về. Thằng bé tuy rằng sống cùng mẹ nhưng mà thiếu vắng sự quan tâm của mẹ. Bạn bè lúc nào cũng có ba mẹ đến đón đi học về, còn cậu thì tự đi bộ về nhà. Hôm nay mẹ có gọi điện nói rằng phải tăng ca, không thể nào về nhà sớm. Tiểu Luân thất vọng, mới đưa ra quyết định táo bạo là tự mình đi chơi. Không ngờ là cậu bé đi lạc và gặp được Lam Phi đi mua đồ ăn. Lần đầu tiên gặp được một chị gái xinh đẹp, Tiểu Luân thật sự là rất vui. Rồi lại nhìn đống đồ ăn trên tay của cô, Tiểu Luân không kìm được mà bạo gan đến chỗ cô. Khi nói chuyện với cô, thằng bé biết rằng cô không phải là người xấu mới bám theo cô. Hôm nay mẹ em lại không về nhà, em buồn quá cho nên mới bỏ đi. Em làm vậy là không đúng đâu, là sai rồi. Tiểu Luân nghe đến đây thì bất giác khóc mếu máo. Cô hơi hoảng mà kéo ghế ngồi sang bên cạnh cùng với cậu bé. Ai ngờ đâu cậu bé lại nhào vào trong lòng cô. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Cho dù có chuyện gì, em cũng không nên bỏ nhà đi như vậy. Lỡ đâu chị là người xấu, bắt cóc em thì biết làm sao? Không phải, chị là người tốt mà. Cô giơ tay xoa xoa đầu của cậu bé, an ủi. Đây chính là lần đầu tiên cô dỗ trẻ con như thế này, cảm giác không tệ lắm. Một đứa bé tròn tròn, xinh xinh, làm nũng cô, khiến cho cô cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Nếu như cô có con, thì chắc chắn con của cô cũng làm nũng cô. Nghĩ đến con, mà cô lại nghĩ đến Lục Tử Hàn. Mặt cô bất giác ửng đỏ. Em không muốn về nhà đâu, em muốn ở đây cùng chị cơ. Nhưng mà em phải nói cho mẹ em biết, mẹ em sẽ lo lắng đấy. Không, em muốn ở với chị cơ. Cậu bé nằng nặc ôm chặt lấy Lam Phi. Cuối cùng thì cô hết cách, đành phải thỏa hiệp để cho Tiểu Luân ở bên cạnh mình 2 ngày. Sau 2 ngày, cô sẽ đem cậu bé trả về cho mẹ nó. Tự dưng lại phải trông một đứa bé từ trên trời rơi xuống, khiến cho cô chưa thể nào định thần được cảm xúc của mình. Hai người ăn xong thì đã là nửa đêm. Tiểu Luân vừa lên xe đã nhắm mắt đi ngủ. Lam Phi đành phải cởi áo khoác đắp cho cậu bé rồi lái xe trở về.
Cô không về nhà của ông nội mà đến một căn hộ ở tiểu khu nhỏ. Căn hộ này là căn hộ của mẹ cô lúc trước khi bà lấy ba. Ở đây rất bí mật, không ai biết cô có thể sở hữu căn hộ nhỏ như thế này. Ngoại trừ mẹ cô thì Lam Phi chính là người chủ thứ hai ở nơi đây. Ở phía bên kia, Lục Cần chắc chắn đang chờ cô trở về. Cô không thể nào mạo hiểm mà đưa cậu bé về đó. Lỡ đâu Lục Cần nổi điên, hắn ta có thể làm hại cậu bé này. Cách tốt nhất là không về nơi đó nữa. Lam Phi đỗ xe xuống tầng hầm rồi bế cậu bé đang ngủ đi vào trong thang máy lên tầng 5. Đi đến một căn hộ, cô ấn mật khẩu rồi dùng dấu vân tay mở khóa cửa. Căn hộ này lâu rồi, không có ai ở, có chút lạnh lẽo. Cũng may là mỗi tháng cô sẽ thuê người đến dọn dẹp nên cũng không có quá nhiều vết bụi bẩn. Lam Phi ôm Tiểu Luân vào trong phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống giường rồi đắp chăn rất cẩn thận. Cô đi ra phòng khách, mệt mỏi ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình hiển thị hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Tất nhiên chẳng phải ai khác ngoài Lục Cần. Sau đó lại có cuộc gọi đến, cô bình tĩnh nghe máy. Em đang ở đâu? Tại sao em vẫn chưa về? Hôm nay tôi bận rồi, tôi không thể nào trở về được. Lục Cần có vẻ không chấp nhận lý do mà cô đưa ra. Hắn ta bất mãn, nói vào trong điện thoại. Trở về ngay lập tức cho tôi. Ai cho phép em qua đêm bên ngoài chứ? Có thể thấy tính chiếm hữu của Lục Cần càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn ta dường như là muốn kiểm soát tất cả cuộc sống của cô. Cô quả thực rất sợ người đàn ông đó. Chỉ là bây giờ hắn ta còn chưa nhốt cô lại. Nếu không thể nào thoát khỏi người đàn ông này thì cô sẽ mãi mãi trở thành con rối trong tay hắn ta, để hắn ta mặc sức điều khiển. Nực cười, chú và tôi có quan hệ gì chứ? Chú có quyền gì mà dám quản lý tôi? Lam Phi. Lần này thì hắn ta tức giận thật rồi. Lam Phi còn nghe thấy đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng súng được bắn ra. Cô cau mày vội vàng tắt máy, sau đó tắt luôn cả nguồn điện thoại. Cô biết Lục Cần đang phát điên rồi, mà mỗi lần hắn ta phát điên, nhìn thấy ai sẽ lấy mạng của kẻ đó. Tên ác ma này thật sự là rất máu lạnh, tàn nhẫn. Cô thở dốc, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài khóa cửa cho thật chặt. Sau đó thì cô đi vào trong phòng của mẹ. Cô ngồi xuống trước bàn, bật máy tính lên muốn kiểm tra camera ở trong nhà. Trước đây, bởi vì có một vài người giúp việc có tính ăn cắp vặt, thế nên mẹ cô đã cho người âm thầm lắp đặt camera mini ở một nơi kín đáo nhằm theo dõi nhất cử nhất động của mọi người. Bây giờ thì nó còn có tác dụng giúp cô theo dõi được Lục Cần đang làm cái gì. Lam Phi bật camera theo dõi lên thì phát hiện ra một chuyện kinh hoàng. Trong nhà cô rải rác rất nhiều vết màu đỏ, mà Lục Cần đang ngồi trên ghế sofa uống rượu, từ từ thưởng thức thuộc hạ xử lý mấy cơ thể đang ngồi dưới đất kia. Cảnh tượng này đúng là quá kinh khủng. Tên khốn đó dám lấy mạng những người trong nhà cô sao? Không hiểu sao, Lục Cần dường như là phát giác ra một điều gì đó. Hắn ta chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía camera, khiến Lam Phi sợ hãi đến tột cùng. Cô thấy hắn ta chĩa súng về camera, sau đó thì nổ súng. Tiểu Luân à, dậy tắm rửa đi. Chị mới mua cho em bộ quần áo mới rồi đây này. Lam Phi mở cửa phòng ngủ ra, lật chăn rồi lay lay Tiểu Luân thức dậy. Thằng bé mắt nhắm mắt mở, ngước nhìn Lam Phi rồi bật dậy. Chị dậy sớm thế. Mọi hôm đúng 7 giờ em mới dậy cơ. Vẫn còn 20 phút nữa cơ mà. Thôi thôi, dậy đi tắm đi. Rồi chị còn đưa em đến trường chứ. Tiểu Luân nhanh chóng nhảy xuống giường, cầm bộ quần áo rồi đi vào trong phòng tắm. Lam Phi đi vào trong phòng bếp chuẩn bị một bữa sáng thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Hôm qua cô đồng ý với Tiểu Luân là cho thằng bé ở lại đây, nhưng mà việc học thì không thể nào chậm trễ. Cũng may Tiểu Luân bỏ nhà ra đi, vẫn còn có chí tiến thủ mang theo cặp sách. Cậu bé tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Bộ dáng sạch sẽ này khiến cho cô bị sặc nước. Cô không ngờ cậu bé này lại có thể dễ thương đến như vậy. Trời đất ơi, hai cái má bánh bao chỉ muốn cắn cho một cái thôi. Ăn nhanh lên, rồi chị đưa em đến trường nha. Em nhớ đường mà, có đúng không? Lại đến trường sao? Thôi nào,
Việc học là quan trọng nhất mà. Tiểu Luân cho dù bỏ nhà đi thì cũng phải học hành cho tử tế. Cũng may thằng bé lắm chiêu này không phản bác gì cả. Tiểu Luân ăn rất từ tốn, cẩn thận. Cẩn thận sắp bát đũa để vào bồn. Có vẻ như là hôm qua thằng nhóc xúc động nhất thời nên bỏ nhà đi. Ăn xong bữa sáng, Lam Phi nhẹ nhàng xoa đầu của cậu bé rồi đưa cậu bé đến trường. Sáng sớm hôm nay cô đã nhờ trợ lý tìm kiếm để mà liên hệ với mẹ của Tiểu Luân. Chắc là cô ấy sẽ sớm đến đón Tiểu Luân thôi. Cho dù cô có yêu thích thằng bé này thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào ích kỷ mà giữ Tiểu Luân ở bên cạnh. Cô đã từng mất mẹ từ sớm, chính vì thế mà cô có thể hiểu được cảm giác một đứa bé phải sống xa mẹ là thế nào. Tiểu Luân vẫn còn nhỏ, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời mới dẫn đến hành động bồng bột của nó hiện tại mà thôi. Trường học của Tiểu Luân là trường học trọng điểm trong thành phố. Cậu bé này được học trong trường chứng tỏ tư duy và năng lực của nó phải rất tốt. Trước khi mà xuống xe, Tiểu Luân vẫn còn níu kéo cánh tay của Lam Phi. Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu cậu bé. Nhìn thấy nó và các bạn cùng lớp đi vào trường, Lam Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Đang đi vào cùng các bạn thì tự dưng ánh mắt của Tiểu Luân tối sầm quay đầu. Một tiếng phanh xe vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng va chạm, rung chuyển và cả những tiếng la hét thất thanh khiến cho mọi người đều đổ xô chạy tới. Tiểu Luân cũng theo đoàn người mà chạy về phía vụ tai nạn vừa rồi. Thằng bé bị dọa cho đứng hình khi mà tận mắt chứng kiến một thảm cảnh kinh hoàng. Một chiếc xe tải đâm ngang qua một chiếc xe ô tô màu trắng làm cho nó nát bét. Còn những chiếc xe khác bị ảnh hưởng, có cái thì đâm đuôi xe tải, có cái thì đâm đầu vào vỉa hè ở bên đường. Thằng bé vẫn có thể nhớ chiếc xe trắng gặp tai nạn kia, đó là chiếc xe trắng của chị xinh đẹp vừa chở thằng bé. Vừa nhận được điện thoại từ thuộc hạ thì Du Minh Hạo thật sự là quá sốc. Anh ta đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng bệnh, Lục Tử Hàn đang nằm nghe tin tức tài chính. Những thông tin này là chính xác sao? Thuộc hạ nghiêm túc lấy ra chiếc điện thoại đưa cho Du Minh Hạo xem đoạn video. Dạ vâng, chiếc xe trắng đó đang đi trên đường thì bị một chiếc xe tải mất phanh lao vào. Thân xe nát hết, người bên trong thì sống hay chết vẫn chưa rõ. Chẳng phải là tôi đã bảo cậu phải bảo vệ cô ấy thật tốt sao? Dạ, chúng tôi cũng không ngờ là có thể xảy ra chuyện này. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Đưa điện thoại cho thuộc hạ, Du Minh Hạo thật sự cảm thấy khó xử. Lục Tử Hàn đang trong giai đoạn phục hồi mắt. Nếu để cho anh nghe được tin tức này thì chắc chắn anh sẽ kích động mà khiến cho mắt bị thương nhiều hơn. Đã đến nước này rồi, anh ta không thể nào để cho Lục Tử Hàn biết chuyện. Điều mà Du Minh Hạo cảm thấy áy náy nhất đó chính là anh ta đã thất hứa với Lục Tử Hàn. Mới lần trước, anh ta đã thề rằng sẽ cho người đi theo bảo vệ Lam Phi để Lục Tử Hàn có thể an tâm dưỡng thương. Ấy vậy mà, cả người thẫn thờ, không biết bản thân mình đã đi vào bên trong phòng bệnh từ bao giờ. Đến khi Lục Tử Hàn lên tiếng, Du Minh Hạo lúc này mới có thể định thần. Kế hoạch này không có vấn đề gì đâu, cứ như vậy mà làm theo thôi. Sau khi tôi tháo băng mắt, tôi sẽ đích thân đến gia tộc kia để đàm phán. Dù Minh Hạo nghe xong thì im lặng không nói gì, Lục Tử Hàn có dự cảm không lành. Dù Minh Hạo, cậu nghe thấy tôi nói gì không đấy? À, có. Mọi chuyện cứ thế đi. Lục Tử Hàn tháo tai nghe xuống, sau đó thì để tập tài liệu có in chữ nổi sang bên cạnh. Từ khi mà vào phòng phẫu thuật, anh đã không còn liên lạc với Lam Phi. Anh rất nhớ cô, chỉ hận là mắt của mình không thể nào nhanh khỏi thêm một chút nữa để trở về gặp tiểu phi của mình. Cậu có chuyện gì giấu tôi, có đúng không, Minh Hạo? Từ khi mà Du Minh Hạo bước vào trong phòng, Lục Tử Hàn đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Mọi lần đến đây, Du Minh Hạo còn cười nói vui vẻ, thậm chí là bắt anh xử lý công việc giúp anh ta. Vậy mà hôm nay có chút kỳ lạ. Hầu như là toàn anh nói, còn Du Minh Hạo thậm chí không có phản ứng, cứ thất thần. À, làm gì có đâu, là do cậu quá đa nghi thôi. Mà
Cậu yêu Lam Phi lắm sao? Nếu như, tôi nói là nếu như thôi, cô ấy không may xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ thế nào? Lam Phi xảy ra chuyện sao? Dù Minh Hạo biết mình lỡ lời, đầu anh ta lập tức nhảy số đánh trống lảng. Không, tôi chỉ là nói ví dụ thôi mà. Vợ cậu thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Lục Tử Hàn hiển nhiên là không thích câu nói đùa này. Anh không hy vọng rằng tiểu phi của anh có thể xảy ra chuyện. Nghĩ anh cũng không dám nghĩ đến. Tôi sống là vì cô ấy. Nếu như cô ấy mất mạng thì tôi cũng sẽ đi theo cô ấy luôn. Đó chính là câu trả lời của tôi. Cậu hài lòng rồi chứ? Câu nói của Lục Tử Hàn khiến cho Du Minh Hạo giận lòng sẽ giấu nhẹm đi chuyện Lam Phi bị tai nạn. Nếu bây giờ Lục Tử Hàn mà biết được chuyện đó, chỉ sợ đôi mắt kia sẽ vì tin tức này mà không bao giờ thấy được ánh sáng. Tử Hàn, cậu đừng trách tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi. Khi nào tôi tháo băng, cậu giúp tôi xử lý một việc nha. Được rồi, cứ yên tâm. Cho người thông báo với Lục gia một tiếng rằng Lục Tử Hàn đã mất mạng rồi. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng thì Lục Tử Hàn cũng đợi được đến ngày này. Anh vốn sinh ra không phải là người của Lục gia. Trên đời này, anh chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Lục phu nhân lấy mạng mẹ anh, cả Lục gia bao che cho bà ta. Mối thù này làm sao mà anh có thể quên đi được? Dù Minh Hạo nhìn sự trầm lặng của người đàn ông ở trên giường thì cảm thấy rùng mình. Ngoại trừ anh ta ra thì không ai biết Lục Tử Hàn trước kia đáng sợ như thế nào đâu. Lục Tử Hàn lần đầu tiên gặp Du Minh Hạo trong lần đi thăm mộ của mẹ. Ban đầu thấy có người đang bị truy sát, Lục Tử Hàn cũng không bận tâm. Thế nhưng mà bọn người kia lại dám làm vỡ di vật cuối cùng mẹ anh để lại cho anh, nên anh đã lập tức lấy mạng tất cả bọn chúng. Cũng vì thế mà cứu được Du Minh Hạo một mạng. Trước lúc mắt chưa bị thương, Lục Tử Hàn đã làm việc cho Du Minh Hạo một khoảng thời gian ngắn. Cách làm việc của Lục Tử Hàn dứt khoát, không kiêng nể bất kỳ một ai. Lần đó, chỉ vì tên lão đại của một bang phái uống rượu rồi sỉ nhục mẹ Lục Tử Hàn, đã bị anh đánh cho đến mức mà gần mất mạng phải nhập viện. Khi mà Du Minh Hạo biết tin chạy đến, không những tên lão đại kia bị tàn phế mà ngay cả băng đảng của hắn ta cũng bị Lục Tử Hàn chèn ép đến tan rã. Tất cả sự nghiệp bao năm của tên lão đại chỉ trong một ngày đã bị hủy hoại tất cả. Kể từ đó, Du Minh Hạo đã nhìn Lục Tử Hàn bằng con mắt khác. Không phải Lục Tử Hàn không có khả năng kiểm soát mọi thứ, chỉ là anh không muốn kiểm soát mà thôi. Đến cả vị trí tối cao của Du Minh Hạo, chỉ cần Lục Tử Hàn muốn, anh cũng có thể dễ dàng đạp đổ bất kỳ lúc nào. Cho đến tận bây giờ, Du Minh Hạo vẫn cảm thấy bản thân mình thật là may mắn bởi vì đã kết tình anh em với Lục Tử Hàn. Nếu trở thành kẻ thù, chỉ sợ mạng này khó giữ. Với cương vị là sếp như bây giờ, người mà Du Minh Hạo nể nhất vẫn là Lục Tử Hàn. Lời nói của anh với Du Minh Hạo rất có trọng lượng. Hôm nay cậu lạ lắm. Sao tự dưng cậu lại có thể suy nghĩ bậy bạ về người anh em tốt giống như tôi được chứ? Dù Minh Hạo lập tức lên tiếng phản bác, anh ta cảm giác như là Lục Tử Hàn có thể đọc được suy nghĩ của mình. Cái tên này tính tình đa nghi, chỉ có ngày càng hơn chứ không có kém. Tốt nhất là tôi hiểu lầm đi. Chuyện của cậu tôi không cần biết, nhưng nếu chuyện đó là chuyện của tôi mà cậu lại dám giấu tôi thì cậu sẽ giống như Thái Đạp Nhĩ Na kia. Nghe đến cái tên Thái Đạp Nhĩ Na mà Du Minh Hạo suýt nữa bị dọa cho run rẩy. Trong số những người đắc tội với Lục Tử Hàn, Thái Đạp Nhĩ Na chính là người tiêu biểu nhất. Tên khốn đó là tay chơi gái chính hiệu, lấy mạng người già, còn người trẻ thì cưỡng ép. Bao nhiêu tội ác đều có đủ. Hắn ta còn có sở thích điên khùng, đó chính là thích những chàng trai có vẻ mặt xinh đẹp, gương mặt thiên sứ. Chính vì thế, vô tình Lục Tử Hàn đã lọt vào trong mắt xanh của Thái Đạp Nhĩ Na. Chỉ tiếc rằng người đẹp còn chưa chạm được đã bị Lục Tử Hàn lấy mất của quý rồi. Đã thế, còn cởi bỏ quần áo ném ra giữa đường cho người ta phỉ nhổ. Cha ruột của Thái Đạp Nhĩ Na
cũng là người biết thức thời. Ông ta có rất nhiều con cái nên để mặc cho đứa con vô dụng này muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Thái Đặc Nhĩ Na ngay sau đó bị cảnh sát dẫn đi, mấy ngày sau đã mất mạng trong tù vì bị đám tù nhân giày vò. Sau sự ra đi của Thái Đặc Nhĩ Na, không biết bao nhiêu gia đình nạn nhân bị hắn ta làm hại đã ăn mừng suốt cả một tuần. Lục Tử Hàn vô tình đã trở thành cứu tinh của rất nhiều người mà không hay biết. Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, Tử Hàn. Tôi phải đi xử lý chút chuyện đây. Dù Minh Hạo lên tiếng nói xong thì chuồn đi. Anh ta đi ra hành lang của bệnh viện, lập tức liên lạc cho phía vệ sĩ. Theo dõi tình hình của Lam Phi, nếu như cô ấy cần gì thì đáp ứng ngay. Còn nữa, phải mời bác sĩ giỏi nhất đến cho cô ấy. Cô ấy không được phép xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nếu mà xảy ra thật thì cái mạng nhỏ này của Du Minh Hạo cũng hết đường sống rồi. Không biết là qua bao lâu, Lam Phi từ từ mở mắt ra. Cả cơ thể của cô, ngoại trừ gương mặt, thì bị cuốn băng kín mít. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh. Cô còn nhớ lúc mà cô đưa Tiểu Luân đến trường, có một chiếc xe tải từ đâu lao đến rồi húc rất mạnh vào thân xe của cô. Cũng may xe của cô là loại cải tiến mới nhất, túi khí trong xe đã mở ra bảo vệ đầu cô không bị va đập. Thế nhưng mà thân xe vì bị tấn công ngang cho nên khó tránh khỏi những vết thương rất nặng trên người. Cô muốn vươn tay rút ống thở ra nhưng mà phát hiện cả người không thể nào cử động. Cô cố gắng muốn nâng tay lên nhưng đều vô vọng. Cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra, tiếng giày da vang lên từ từ đến gần giường của cô. Người đó đi vào rất nhẹ nhàng giúp cô tháo ống thở, sau đó thì hôn nhẹ lên trán của cô. Lam Phi bị dọa cho hoảng sợ. Người vừa đi vào là Lục Cần. Hắn ta thể hiện vô cùng nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay đang băng bó kín mít của cô. Tiểu Phi, em biết đấy, đây chính là kết cục của em khi mà dám chống đối tôi. Nếu em ngoan ngoãn hơn thì em đã không đau đớn như thế này rồi. Hai mắt của cô cơ hồ giống như là sắp trực trào nước mắt. Thì ra chính người đàn ông này đã gây ra tai nạn cho cô sao? Cô nhìn chằm chằm Lục Cần như muốn lấy mạng người đàn ông này. Nếu như cô có thể cử động thì chắc chắn cô sẽ lao tới lấy mạng tên điên này. Anh điên rồi. Chỉ vì cô không chịu về bên cạnh hắn mà hắn lại khiến cho cô nằm liệt ở trên giường bệnh. Hắn ta rốt cuộc là một tên điên hay là một tên biến thái khốn kiếp đây? Lục Cần không để ý đến sự phản kháng của cô. Hắn thậm chí còn cúi người xuống ôm lấy cô, từ từ vươn tay chạm lên mái tóc mềm mại của cô vuốt vuốt. Tôi sẽ lấy mạng anh, Lục Cần. Tôi phải lấy mạng anh. Thôi được rồi, tôi sẽ chờ. Nhưng mà có một điều, đó chính là em không thể nào trốn khỏi tôi được nữa. Nếu tôi biết biện pháp này sớm hơn thì tôi sẽ tiêm thuốc khiến cho em bị bại liệt. Cả đời này em sẽ phải sống dựa vào tôi. Điều mà Lam Phi hối hận nhất đó chính là gặp Lục Cần. Hắn ta không những là một tên điên mà còn rất đáng ghê tởm. Tôi sẽ đưa em đi, chúng ta rời khỏi đây, đến một nơi chỉ có riêng hai chúng ta. Mà quên, tôi đã sắp xếp cho ba em về quê rồi đấy. Chẳng phải là di nguyện của ông ta đó chính là ở bên cạnh mẹ em sao? Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ đảm bảo ông ta an toàn đến lúc qua đời. Nghe đến đây, hai mắt của cô đỏ ngầu. Lần này thì cô hết đường chạy thật rồi, hết thật rồi. Lục Cần đưa hai tay lau đi từng giọt nước mắt đang chảy xuống gò má của Lam Phi. Hắn ta nhìn cô khóc mà cũng vô cùng khó chịu. Ngoại trừ lần đó gặp lại nhau ở trong siêu thị, thì năm Lam Phi 6 tuổi, Lục Cần đã gặp cô rồi. Lúc đó, hắn ta đang bị cả thế giới cô lập, ngồi thất thần ở bên đường, thì có một bé gái đi đến, nhẹ nhàng đặt vào trong tay của hắn một chiếc kẹo mút. Cô bé đó gọi hắn là anh đẹp trai, sau đó thì còn ôm hắn để an ủi. Mùi hương đó khiến cho hắn nhớ mãi không quên. Từ khi sinh ra, đó chính là lần đầu tiên Lục Cần hiểu được cảm giác thế nào là được quan tâm, vô cùng ấm áp.
chưa từng có ai để ý đến hắn. Mọi người toàn coi hắn là kẻ lập dị mà thôi. Mấy ai hiểu được, hắn cũng chỉ đang chống chọi bởi con quái vật vô hình bám lấy mình. Cô bé này khiến cho trái tim của hắn ấm áp lên. Khi mà cô bé rời đi, Lục Cần lưu luyến chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nhỏ bé. Thế rồi rất nhiều năm về sau, cứ tưởng rằng hắn có thể quên được cảm giác đó, thì cô bé đó lại một lần nữa xuất hiện. Cho dù cô bé đã là một thiếu nữ 17 tuổi, nhưng mà mùi hương thì mãi mãi không bao giờ thay đổi, vẫn khiến cho hắn phải chìm đắm trong sự ngọt ngào. Trong lòng hắn bắt đầu nổi lên những tia khát khao. Hắn muốn có cô bé này, muốn cô bé ở lại bên cạnh mình. Chính vì vậy, hắn mới cho người theo dõi cô, sau đó bắt cô đi. "Tôi đã chờ em rất lâu đấy, Tiểu Phi. Trên đời này không có ai yêu em bằng tôi yêu em đâu." Lục Cần gục xuống hõm cổ của cô thủ thỉ. Người yêu cô nhất không phải là Lục Cần mà chính là Lục Tử Hàn. Trong đầu cô chợt nhói đau mà suy nghĩ như vậy, một vài mảnh ký ức bắt đầu hiện về trong cô. Năm đó, thiếu niên đeo mặt nạ chịu đòn cho cô trước sự tức giận của Lục Cần. Cũng là anh đã nhường bữa ăn duy nhất cả ngày cho cô, là anh giúp cô thoát khỏi cái chết. Đêm đó Lam Phi đã nhìn thấy gương mặt thật của thiếu niên qua tấm kính phản chiếu lại. Cô giật mình, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh. Lục Tư Thâm đã đứng ngoài đó từ bao giờ? Anh ta đang nhìn vào bên trong, ánh mắt hai người vừa hay chạm vào nhau. Tự dưng Lam Phi đã hiểu ra tất cả mọi thứ. Thì ra là như vậy. Lúc trước, cô theo đuổi Lục Tư Thâm bởi vì cứ nghĩ rằng người đàn ông đó là người thiếu niên đeo mặt nạ năm xưa. Thế nhưng cô đã nhầm, nhầm Lục Tư Thâm là Lục Tử Hàn. Bấy lâu nay, hình bóng mà cô muốn theo đuổi chính là Lục Tử Hàn, chứ không phải là cái tên Lục Tư Thâm kia. Cô đã nhớ lại những gì Lục Tử Hàn từng nói với mình. Anh đã sớm nhận ra cô, anh đã sớm biết cô là người anh cứu. Vậy mà anh lại không nói cho cô biết. Năm đó anh giam nhốt tôi, thiếu niên mỗi ngày anh đánh đập có phải là Lục Tử Hàn không? Lục Cần không giấu giếm mà trả lời cô ngay lập tức. Đúng vậy, vốn dĩ phải là Lục Tư Thâm, nhưng Lục Tử Hàn bí mật tự nguyện đến đó thay cho em trai của nó. Em cảm động sao? Cảm động bởi vì nó cứu em sao? Nghe đến đây, trái tim của cô hơi run lên. Đúng là Lục Tử Hàn, đúng là anh thật rồi. Lục Cần khi đó chỉ biết chút giận lên người anh. Ai cũng bảo anh mình đồng ra sắt, nhưng mà đâu ai biết rằng mỗi đêm anh một mình một góc mà nôn ra cả máu. Lam Phi cũng chỉ biết bất lực vì bị dây xích trói chân. Cô nhìn về góc tường, thiếu niên đó ngồi co ro một mình. Bóng lưng cô độc đang run lên bởi vì ho dữ dội. Căn phòng lạnh băng, anh đã cởi áo khoác để nhường cho cô. Anh cũng chỉ là một con người bình thường, bị đối xử như vậy thật là không đáng. Nghĩ đến đây mà trong lòng cô chợt thắt lại, mũi cô bắt đầu chảy máu. Lục Cần thấy như vậy thì xa sầm nét mặt, rồi lập tức gọi bác sĩ. Trước khi lâm vào trong hôn mê, Lam Phi thật sự là khó chịu trong người. Không phải là bởi vì đau đớn của bản thân, mà là vì đau cho Lục Tử Hàn. Lục Tử Thâm đang đứng bên ngoài phòng bệnh mà cũng không thể nào làm gì được khác. Lục Cần không cho anh ta đi vào. Thấy Lam Phi như vậy, Lục Tư Thâm có chút áy náy. Là cô đã theo đuổi anh ta trước, cũng là cô chán ghét anh ta trước. Có lẽ duyên phận của hai người đã cạn rồi, chỉ đến đó mà thôi. Anh ta cũng chẳng còn mặt mũi nào để mà quay lại tìm cô nữa. Anh ta theo đuổi tiền tài danh vọng, đổi lại là đánh mất cô. Tình hình của nền kinh tế có sự thay đổi rõ rệt. Lam Thị đã đổi chủ. Lam Tống Quân bị ung thư về quê nghỉ ngơi, còn Lam Phi thì mất tích. Lam Thị giờ đây do mẹ con Lam Tuyết, Mục Ina nắm điều hành hợp pháp. Ít lâu sau đó, Lục Tư Thâm, Lam Tuyết đã quay lại tổ chức hôn lễ do sự chấp nhận của ông cụ Lục. Lam Thị và Lục Thị hợp nhất dưới sự điều hành của Lục Tư Thâm. Những kẻ xấu xa thì có địa vị tiền tài, còn những người tốt
thì không thể nào ngóc đầu lên được. Tất cả đều thay đổi rồi. Ngày hôm nay chính là ngày mà Lục Tử Hàn tháo băng mắt, cuối cùng thì anh đã có thể nhìn được ánh sáng rồi. Lục tiên sinh, ngài có thể mở mắt ra. Ban đầu sẽ có chút mờ mờ, nhưng sau đó sẽ không sao đâu. Lục Tử Hàn trong lòng đang rất hồi hộp, từ từ mở mắt ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng khiến cho anh có chút chói. Sự vật xung quanh hơi mờ, sau một hồi thì dưới sự trợ giúp của bác sĩ, anh đã trấn tĩnh trở lại, quan sát mọi thứ. Khung cảnh dần dần trở nên rõ nét. Lục Tử Hàn cúi xuống nhìn bàn tay của mình, khóe miệng cong lên nụ cười vui mừng hiếm có. Dù Minh Hạo đi đến, đặt tay lên vai của Lục Tử Hàn, vui vẻ nói: "Chúc mừng cậu đã nhìn thấy trở lại nha." Đúng lúc này thì có y tá mở tivi xem tin tức. Trên màn hình đang chiếu đến cảnh Lục Tư Thâm và Lam Tuyết cùng nhau khai tiệc hai tập đoàn hợp nhất. Nụ cười trên môi của Lục Tử Hàn còn chưa giữ được bao lâu thì đã vụt tắt. Lam Phi vốn là người thừa kế của Lam Thị, tại sao bây giờ lại là Lam Tuyết cơ chứ? Lục Tử Hàn thoáng chốc giống như là đã hiểu ra điều gì đó. Anh đứng dậy túm cổ áo của Du Minh Hạo. "Nói đi, cô ấy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cậu đã giấu tôi những chuyện gì? Nói." Du Minh Hạo bị Lục Tử Hàn tóm cổ thì chột dạ, không dám nhìn vào ánh mắt của anh. "Tử Hàn à, tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Cậu cứ từ từ bình tĩnh đã." "Cậu bảo tôi bình tĩnh sao?" Nụ cười của Lục Tử Hàn khiến cho Du Minh Hạo lạnh toát cả sống lưng. Anh ta chỉ cần hơi nhấc tay, một lực đạo mạnh mẽ bao phủ cả cơ thể của Du Minh Hạo. Từ khi mà Du Minh Hạo đem cái chuyện này giấu giếm Lục Tử Hàn, anh ta đã nghĩ đến vô số khả năng sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của ngày hôm nay. Thế nhưng Lục Tử Hàn từ sau khi tháo băng ở trên mắt, cái nhìn thực là quá đáng sợ. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại càng thêm kinh hãi hơn. Lam Phi bị mất tích, có lẽ Lục Cần đã đem cô ấy đi. Nghe nói ba cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối nên đã về quê an dưỡng ở bên cạnh mộ của vợ cả. Còn về Lam Thị thì cũng như cậu nhìn thấy đấy, hai mẹ con nhà kia nắm quyền rồi kết thông gia, hợp nhất cả hai tập đoàn. Lục Tử Hàn nghe xong đẩy Du Minh Hạo ra. Tiểu phi của anh đã mất tích rồi sao? Lúc này đây trong đầu của Lục Tử Hàn chỉ nghĩ đến làm thế nào để tìm thấy cô. Anh nhanh chóng đi ra ngoài, không thèm liếc nhìn Du Minh Hạo lấy một cái. "Ông chủ à, Lục tiên sinh ngày ấy..." "Đừng có cản cậu ấy, nếu không thì các người không giữ được mạng đâu." Du Minh Hạo biết rằng đây chính là giới hạn của Lục Tử Hàn rồi. Lần này anh tha cho Du Minh Hạo một mạng không có nghĩa là sẽ hết tức giận. Dù sao thì vẫn phải để một thời gian cho Lục Tử Hàn bình ổn tâm trạng của mình. Tập đoàn bây giờ cần có Lục Tử Hàn, nhưng mà trước tiên muốn anh trở lại, anh phải tìm được Lam Phi đã. Một tay Du Minh Hạo đã sắp xếp tất cả quá mỹ mãn. Kẻ thay thế cho Lục Tử Hàn, một Lục Tử Hàn đã qua đời được đưa về Lục gia. Ngày hôm đó, dinh thự Lục gia đã tổ chức đám tang rất lớn. Tất cả những đại gia tộc đều đến chia buồn, ai nấy đều tỏ vẻ đau thương. Thế nhưng trong thâm tâm lại vô cùng phiền não với cái đám tang này. Cơ thể của Lục Tử Hàn được đặt trong một chiếc quan tài bằng vàng rất đẹp, không có lấy một tiếng khóc thương nào cả. Lục Tư Thâm bước đến bên cạnh quan tài, nhìn người đang nằm bất động ở trong đó, trên mặt phủ tấm vải trắng. Cuối cùng thì Lục Tử Hàn cũng không thể nào cản trở Lục Tư Thâm này nữa. Người anh trai hoàn hảo đã qua đời rồi. Trên gương mặt của Lục Tư Thâm hiện ra nụ cười thỏa mãn. Thế nhưng mà không hiểu sao hai mắt lại chảy xuống hai dòng nước mắt. "Anh Tử Hàn, anh xuất sắc như vậy thì sau này em chỉ có thể dựa dẫm vào anh mà thôi. Anh Tử Hàn, anh mãi là anh trai của em. Anh à, anh có đau không? Tại sao bọn họ lại đánh anh thế? Anh vì bảo vệ cho em mà bị đánh sao?" Đó là những câu nói ngây thơ của Lục Tư Thâm lúc 5 tuổi, còn Lục Tư Thâm bây giờ đã hoàn toàn quên đi thứ tình cảm đó rồi. Từ khi mà hai người được đón về Lục gia,
Tình cảm của cả hai bắt đầu rạn nứt. Ông nội thì nhìn thấy năng lực xuất chúng của Lục Tử Hàn, lúc nào cũng yêu thương, hết mực tin tưởng đứa cháu trai này. Còn Lục Tư Thâm thì bị ông coi là kẻ vô dụng, kẻ bỏ đi. Bà không lên tiếng phản đối, khiến cho lòng tự trọng của Lục Tư Thâm bị dập nát bởi những lời mắng chửi. Từ trước đến nay, anh ta cho dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể nào có được ánh hào quang giống như người anh trai hoàn hảo kia. Sự uất ức của người đàn ông đã dần dần tích tụ, không thể nào phát tiết, chính vì vậy mới đổ hết lên đầu của Lục Tử Hàn. Anh ta cho rằng chính Lục Tử Hàn đã hủy hoại những gì mình có. Nếu không phải là sinh ra đã có gương mặt giống nhau thì anh ta đã không bị ông nội và ba ghét bỏ như vậy rồi. Tư Thâm, Lam Tuyết lên tiếng, cô ta đi đến nắm tay của Lục Tư Thâm an ủi. Lục Tư Thâm đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn sót lại trên gương mặt của mình. Cô lấy được tôi, rốt cuộc là cô cũng thỏa mãn ước nguyện của mình rồi, có đúng không? Không phải đâu, là em yêu anh thật lòng mà. Vậy nếu một ngày nào đó tôi phá sản, trở thành một kẻ nghèo hèn, một kẻ ăn hại, thì cô có còn yêu tôi không? Quả nhiên nghe đến đây, Lam Tuyết không thể nào nói thêm câu gì. Lục Tư Thâm chỉ cười nhạt rồi quay người bỏ đi. Lục Tử Hàn, ra đi thanh thản nha. Nếu như có kiếp sau thì mong rằng tôi và anh không phải là anh em nữa. Có lẽ chỉ như vậy thì hai người chúng ta mới không phải đối đầu cùng nhau. Anh cũng không ra đi quá sớm như thế này. Cơ thể đó rất nhanh đã được đem đi hỏa táng, rồi được chôn cất long trọng ở nghĩa địa. Một chiếc xe màu đen dừng lại ở bên đường, cửa sau xe hơi hạ thấp xuống. Một người đàn ông đeo kính râm nhìn đám người đang đứng trước phần mộ thì bất giác cười lạnh. Không có ai ngờ được tấm hình người vừa được chôn cất vừa hay giống y đúc với người đàn ông đang đeo kính râm ngồi trong xe. Lục tiên sinh, chúng ta không nên dừng lại quá lâu, lỡ như có người phát hiện thì phiền phức lắm đấy ạ. Tôi đang chiêm ngưỡng đám tang của chính mình, đừng lên tiếng. Tài xế nghe như vậy thì quay trở về vị trí, không dám có thêm ý kiến gì nữa. Nhìn đám người mang bộ mặt giả tạo đứng đó khóc lóc càng khiến cho Lục Tử Hàn ghê tởm hơn. Đặc biệt là ba của anh, Lục Thận Hàng. Lúc đó mẹ anh qua đời, ông ta vì làm cho Lục phu nhân vui vẻ mà tổ chức tiệc ăn mừng. Ông ta thừa biết người vợ đó ác độc thế nào, vậy mà vẫn vì địa vị bảo vệ cho bà ta hết lòng. Trước đó ông ta còn thề non hẹn bề với mẹ anh sẽ bảo vệ cho bà. Loại người cặn bã như ông ta, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Cái gì mà nói mẹ anh là mối tình đầu của ông ta? Cái gì mà nói ông ta yêu mẹ anh sâu đậm? Tất cả mọi thứ chỉ là lừa gạt. Nếu không vì sinh ra anh và Lục Tư Thâm thì liệu rằng ông ta có gặp mẹ anh hay không? Hay là ông ta cũng chỉ coi bà là người tình rẻ mạt, chơi chán rồi đá đi? Lục Tử Hàn quan sát đám tang thêm một lúc, sau đó thì ném chiếc vòng ngọc xuống đất. Chiếc vòng này chính là đại diện cho con cháu của Lục gia. Bây giờ đối với anh đã không còn liên quan gì nữa rồi. Nhìn đồng hồ điểm đến đúng giờ, anh ra lệnh cho tài xế. Đi thôi. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nghĩa địa. Còn chưa đi được bao xa thì một tiếng nổ lớn đã vang lên, rung động rất mạnh. Và cả tiếng la hét vang vọng trong không gian. Lục Tử Hàn không thèm quay đầu lại, cơn tức giận cũng vơi đi phần nào. Đây chính là quà đáp lễ bởi vì bọn họ đã tổ chức đám tang lớn như vậy cho anh. Còn tiệc hay vẫn đang ở phía sau. Trên tầng 2 liên tục nghe thấy tiếng đổ vỡ của đồ đạc bị đập vỡ. Lam tiểu thư, đến giờ ăn rồi. Cút đi, cút ra ngoài hết cho tôi. Người giúp việc bị dọa cho hoảng sợ vội vàng đóng cửa lại. Bên trong căn phòng rộng lớn là một bãi hỗn độn, mảnh thủy tinh, đồ gốm sứ la liệt ở dưới đất. Lam Phi đang ngồi trên xe lăn, nhìn bản thân mình tiều tụy trong chiếc gương lớn. Ngay cả bản thân cô cũng không thể nào chấp nhận bộ dáng thảm hại của bản thân mình thế này. Mái tóc của cô bây giờ đã dài ngang lưng, gương mặt trắng bệch, không sức sống. Đặc biệt hơn là bản thân lúc nào cũng vô lực, không thể nào tự đi lại.
Tất cả đều là do Lục Cần ban tặng cho cô. Hắn ta đem nhốt cô ở đây, mỗi ngày đều tiêm vào cơ thể của cô một chút chất lỏng màu trắng, khiến cho cơ thể của cô hồi phục rất chậm. Lam Phi cảm thấy cuộc sống này càng ngày càng ngột ngạt, đến nỗi khiến cho cô phát điên. Nhiều lần cô muốn tự tử, nhưng mà căn phòng này lại có camera giám sát. Chỉ cần cô có hành vi lạ thì đám bác sĩ bên ngoài sẽ xông vào ngăn cản cô. Nghĩ đến đây, Lam Phi dồn nén cơn tức giận đến đỉnh điểm, sau đó thì cô cố gắng hết sức mình cầm thanh sắt dưới chân ném vào trong chiếc gương lớn. Phát tiết xong xuôi, cô thở dốc, hai mắt nhòa đi rồi ngã xuống. Rốt cuộc là cô phải sống như vậy đến bao giờ chứ? Một lần nữa tỉnh lại, Lam Phi phát hiện ra bản thân mình đã được chuyển sang một căn phòng khác. Mọi thứ xung quanh được sắp xếp y nguyên căn phòng mà cô đã đập phá vừa nãy. Ngay cả những vết thương ngoài da cũng được xử lý sạch sẽ rồi. Ai đó đã thay cho cô một chiếc váy trắng ngần, ngắn đến đầu gối. Tiểu Phi, tỉnh rồi sao? Nếu tỉnh rồi thì ăn một chút đi nào. Lục Cần bê bát cháo nóng đến gần, rồi cầm thìa múc một chút đưa lên miệng của Lam Phi. Cô mệt mỏi đến nỗi không buồn mở miệng ra, nghiêng đầu né tránh. Ăn đi. Cô vẫn như cũ không động đậy. Lục Cần mất kiên nhẫn, hắn ta để bát cháo xuống bàn, sau đó thì cầm lấy chiếc điều khiển hướng đến màn hình TV rất lớn treo trên tường. Lam Phi còn đang không hiểu gì thì trên TV bỗng dưng xuất hiện một đoạn video khiến cho cô kích động. Đoạn video này chủ yếu là quay lại cuộc sống hàng ngày của ba cô. Ông bây giờ đang an dưỡng trong ngôi nhà nhỏ ở quê. Việc làm thường ngày của ông đó chính là đến thăm mộ, dọn cỏ sạch sẽ nơi an nghỉ của vợ mình. Tuy đó chỉ là đoạn video bình thường, nhưng mà nó nói lên tất cả. Lục Cần đang uy hiếp cô. Anh ta cho cô xem video để cô biết rằng ba cô đang bị anh theo dõi. Chỉ cần cô phản kháng hay là chống đối thì Lục Cần sẽ ra tay với ba cô. Lam Phi nắm chặt tay lại. Em là người thông minh mà, em hiểu ý của tôi như thế nào, có đúng không? Cuối cùng thì cô cũng phải thỏa hiệp thôi. Ba tôi, hãy để cho ông ấy được sống yên. Tôi sẽ nghe lời anh. Ba cô đang bị ung thư, không còn sống được bao lâu nữa. Cô muốn rằng đến cuối đời, ông có thể ra đi thanh thản. Cô không muốn ba cô vì cô mà bận tâm thêm nữa. Nghe được câu trả lời hài lòng, Lục Cần nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lam Phi. Hắn ta cúi xuống hôn lên trán của cô. Vẫn là mùi hương quen thuộc khiến hắn ta phải mê mẩn. Thế nhưng hàng lông mày của Lục Cần hơi nhíu lại vì ngửi thấy một mùi hương khác, đó chính là mùi thuốc. Hắn ta đã ra lệnh cho bác sĩ mỗi ngày tiêm vào cơ thể của cô một loại thuốc đặc biệt, bởi vì chỉ có như vậy cô mới không thể nào cử động tay chân, lúc nào cũng phải ỷ lại vào hắn, dựa dẫm vào hắn mãi mãi. Tiểu Phi, nếu như em ngoan ngoãn hơn thì tôi sẽ dẫn em ra ngoài. Vừa nói, Lục Cần vừa múc từng thìa cháo bón cho cô ăn. Lần này thì cô không còn phản kháng nữa. Đối với Lục Cần, càng phản kháng thì hắn ta càng điên tiết mà thôi. Mà nếu hắn ta điên tiết thì chắc chắn sẽ làm ra những chuyện cô không thể nào tưởng tượng. Bón cho cô ăn hết bát cháo, Lục Cần còn ân cần lấy khăn lau miệng cho cô. Hắn ta đỡ cô nằm xuống, trước khi ra ngoài không quên đặt lên má của cô một nụ hôn. Tô Song đứng bên ngoài, vừa hay có thể nhìn thấy Lục Cần đi ra thì vội vàng đi đến đưa cho hắn ta một lọ điều chế hương thơm. Dạ, mùi hương lần này sẽ không có tác dụng phụ. Ngài... Còn không để cho Tô Song nói xong thì Lục Cần đã giơ tay lên chặn ngang. Hắn tỏ vẻ khó chịu khi mà tiếp xúc với bất kỳ một mùi hương nào khác. Ngoài mùi hương trên cơ thể của Lam Phi ra thì hắn ta không thể nào ưa nổi bất kỳ một người phụ nữ nào. Từ giờ trở đi, không cần phải điều chế mùi hương nữa. Cho dù cô có điều chế thế nào, cũng không thể nào giống được mùi hương của cô ấy. Tô Song nghe như vậy thì lập tức cúi mặt xuống. Lục Cần còn không thèm liếc nhìn Tô Song, quay người rời đi. Cô ta nhìn theo bóng lưng của Lục Cần rồi lại nhìn về phía căn phòng mà hắn vừa đi ra. Làm sao mà Tô Song có thể quên mất rằng
Cho dù bản thân cô ta có nỗ lực thế nào cũng không thể nào khiến cho người đó động tâm. Thân phận của Lục Cần rất cao, cô ta sẽ không bao giờ với tới, cũng sẽ không bao giờ lọt vào mắt xanh của Lục Cần. Trên đời này, Tô Song không còn người thân. Cô ta đi theo Lục Cần lâu như vậy, bên cạnh hắn ta bao nhiêu năm vào sinh ra tử, hắn ta cũng chưa từng dịu dàng với cô, cho dù chỉ là một chút. Hình như là lâu rồi Tô Song còn chưa thấy Lục Cần nở ra nụ cười. Lần gần nhất hắn ta nở ra nụ cười có lẽ là vào 7 năm trước. Cô ta nhìn thấy hắn đã cười với một cô gái. Cô ta thừa nhận là cô ta đã nổi lên sự ghen tị. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, cô ta lại cảm thấy bản thân mình không xứng để mà so sánh với cô gái kia. Một tên áo đen lên tiếng nhắc nhở Tô Song. Tô Song, chủ nhân đã ra ngoài rồi, cô không nên ở đây. Tô Song quay về thực tại, nắm chặt lọ điều chế hương thơm, mỉm cười đầy chua chát. Anh thấy tôi và cô gái kia ai xinh đẹp hơn? Tất nhiên là cô rồi, Tô Song. Tên áo đen nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ. Tô Song bất giác thở dài, nhét lọ điều chế hương vào trong túi áo rồi quay người rời đi. Xinh đẹp hơn thì có ích gì? Cô ta mãi mãi không thể nào có được một chút tình cảm của Lục Cần. Cũng không biết ngày hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Lam Phi bị nhốt ở đây. Cô đang ngồi trên xe lăn, lặng lẽ từ trên sân thượng quan sát khung cảnh ở bên ngoài. Bây giờ thì cô mới biết căn biệt thự này nằm trên một hòn đảo độc lập ở giữa biển. Mỗi ngày sẽ có một chiếc thuyền chở đồ ăn vào hòn đảo này. Trên đảo, ngoại trừ tai mắt của Lục Cần thì không có bất cứ một người nào khác. Lam Phi nhếch môi nở ra nụ cười chế giễu. Bây giờ cô chẳng khác nào một tù nhân. Khác với trại giam, cô là tù nhân đặc cách hơn một chút mà thôi. Gió thổi ra biển trở mạnh, người giúp việc tiến lên nhắc nhở. Lam tiểu thư, ở ngoài lâu rất có thể sẽ bị nhiễm bệnh đấy. Không sao đâu, tôi muốn ở đây ngắm cảnh thêm một chút nữa. Người giúp việc đành thở dài quay người rồi đi làm việc. Bọn họ được phân phó đến đây để mà chăm sóc cho cô tiểu thư này. Thế nhưng mà khi nhìn thấy bộ dáng của cô, ai nấy cũng đồng cảm. Chỉ là cô có chút phiền phức mỗi khi mà nổi điên, đập phá đồ đạc mà thôi. Cũng không phải là quá khó để chăm sóc. Thấy người giúp việc đã rời đi, Lam Phi xa sầm nét mặt, hướng về phía góc khuất trên sân thượng mà nói. Ra đi, con định trốn đến bao giờ đây? Lúc đầu thì Tô Song có chút giật mình bởi vì bị phát hiện. Nhưng mà rất nhanh cô đã hiểu ra bản thân mình để lộ sơ hở rõ ràng nên đành đi ra. Lam tiểu thư, thật sự là cô khiến cho tôi rất bất ngờ đấy. Lam Phi đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cho dù không muốn nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng người phụ nữ đó rất xinh đẹp. Gương mặt thanh thoát, đường nét ngũ quan vô cùng cân xứng, thêm cả phần trang điểm nhẹ nhàng càng khiến cho cô ta trở nên kiều diễm hơn bao giờ hết. Xinh đẹp như vậy nhưng mà vẫn thấp hơn cô một chút. Lam Phi cao 1m70. Khi cô quan sát thì ước chừng người phụ nữ này không cao bằng cô. Dù sao thì hơn được chiều cao cũng tạm vui đi. Cô phải thừa nhận từ nhỏ đến lớn cô có nhược điểm, đó chính là đem bản thân mình so sánh với người khác. Không phải là cô coi thường hay là ghen ghét gì đối phương, chỉ là tìm ra những điểm mà bản thân mình hơn đối phương rồi cảm thấy tự hài lòng. Tô Song vươn tay mỉm cười bắt chuyện trước. Chào cô, tôi tên Tô Song, là người điều chế hương thơm ở bên cạnh Lục Cần. Lam Phi cũng không tỏ thái độ gì mà bắt tay với Tô Song giới thiệu tên. Lam Phi. Nghe cái cách mà Tô Song gọi thẳng tên Lục Cần, Lam Phi có chút nghi ngờ. Đừng nghĩ rằng cô hay nổi điên bị nhốt lại mà không biết gì. Thực ra thì cô đã quan sát Tô Song kể từ khi mà đến đây rồi. Chỉ là cô chưa thể nào xác định được mục đích mà Tô Song mỗi ngày nhờ người giúp việc đem đến những bộ váy cô thay ra mà mang đi. Chỉ là cô vẫn chưa thể nào xác định được mục đích mà Tô Song mỗi ngày nhờ người giúp việc đến đem những bộ váy mà cô thay ra mang đi. Đây là nhà điều chế hương thơm sao? Nếu vậy thì chẳng lẽ Tô Song thường ngày
dùng những bộ váy của cô để lấy mùi hương còn lại vương trên đó sao? Thì ra muốn điều chế hương thơm giúp cho Lục Cần sao? Nhưng mà theo như cô biết, Lục Cần đã nhốt cô lại rồi, hắn ta cũng chẳng cần mùi hương làm gì nữa. Tại sao Tô Song vẫn cố gắng điều chế hương thơm? Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu của Lam Phi, hình như là cô đã nghĩ ra điều gì đó. Có vẻ tình cảm của Tô Song dành cho Lục Cần không đơn giản. Lam Phi thu tay nhìn chằm chằm Tô Song, khiến cho cô gái kia có chút chột dạ. Đây chính là lần đầu tiên Tô Song lại đối diện với một người phụ nữ khó lường như thế này. Thường ngày nghe người giúp việc truyền tai nhau rằng Lam tiểu thư này mỗi ngày đều phát điên lên mà đập đồ đạc cho đỡ tức giận. Không chỉ thế, còn rất nhiều lần ra tay với Lục Cần. Lục Cần không quan tâm, mỗi khi mà Lam tiểu thư này không ăn uống đều hạ mình bón cho cô ăn. Tô Song vốn tưởng rằng Lục Cần chỉ là vì mùi hương nên mới giữ Lam Phi ở lại. Không ngờ khi mà đối diện với Lam Phi rồi, cô ta đã thay đổi cái nhìn của bản thân mình. Thật không ngờ Tô tiểu thư lại xinh đẹp như thế này. Chỉ tiếc rằng chú của tôi có phước mà không biết hưởng rồi. Chú sao? Lam Phi nhàn nhã tựa lưng về phía sau, chắp hai tay vắt chéo chân mà nói. Cô không biết à? Lục Cần là chú của chồng tôi. Thế nên theo quy tắc, tôi cũng phải gọi anh ta một tiếng là chú. Tin tức này khiến cho Tô Song bàng hoàng. Cô tưởng Lam Phi chỉ là cô gái 7 năm trước Lục Cần bắt lại. Ai mà ngờ được bây giờ Lam Phi đã được gả vào trong Lục gia. Hơn nữa gọi Lục Cần một tiếng chú. Vậy mà hắn ta lại không thể nào quên được, vẫn bắt nhốt cô gái này ở đây sao? Đều là phụ nữ với nhau, Tô Song dường như có chút thông cảm đối với Lam Phi. Tô tiểu thư, không biết là cô có thể vui vẻ đồng ý với tôi một giao dịch được không? Giao dịch gì? Lam Phi từ nhỏ đã từng tiếp xúc với vô số người, cô cũng đã học được cách để mà quan sát tâm trạng cũng như đoán suy nghĩ của đối phương rất nhiều năm để phục vụ cho công việc. Đối với một người giống như Tô Song, Lam Phi không thấy cô ấy có ác ý gì cả. Chỉ là cô muốn nhân việc này có thể nhờ cô ấy giúp mình chạy trốn khỏi đây. Theo như tôi quan sát thì có vẻ Tô tiểu thư rất ái mộ chú của tôi. Mà chú tôi đã làm sai rồi. Tôi đã gả cho cháu của chú không nên nhốt tôi ở đây mới phải. Nếu Tô tiểu thư bằng lòng giúp tôi sẽ giúp cô điều chế ra hương thơm mà chú yêu thích. Sao? Cô có thấy thú vị không? Tô Song là một nhà điều chế hương thơm có tiếng tăm. Cô ta đến tận bây giờ cũng chưa tìm ra vấn đề trong quá trình điều chế nó nằm ở đâu. Làm sao mà cô ta có thể tin được cô gái trước mặt mình? Không những vậy, nếu để cho Lục Cần biết được chuyện này thì hắn ta nhất định sẽ nổi điên lên. Có thật là cô biết vấn đề nằm ở đâu không? Làm phi giơ cánh tay của mình ngửi ngửi một chút, sau đó thì bắt đầu phân tích. Quá trình triết ra có sai sót rồi. Cô không nên dùng những chiếc váy mà tôi đã mặc rồi lấy mùi hương ở trên đó. Cho dù cô cảm thấy mùi hương giống thế nào thì cũng không thể nào khiến cho chú tôi yêu thích được. Cái cô thiếu đó chính là hương vị của cảm giác an toàn. Nút thắt trong suy nghĩ của Tô Song đã được cô hoàn toàn tháo bỏ. Cuối cùng thì cô ta đã thông suốt vấn đề. Thì ra là như vậy. Bảo sao cho dù có đo tỷ lệ chuẩn xác giống đến 99%, Lục Cần vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Tô Song suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì hạ quyết tâm. Được, tôi đồng ý với cô, Lam tiểu thư. Tốt lắm. Hai người đồng loạt nhìn nhau rồi bắt tay nhau nở ra nụ cười xác lập giao dịch. Lam Phi bất giác nhìn ra phía biển bao la ở đằng sau Tô Song. Cô đã lên kế hoạch sẵn sàng cho mọi thứ, chỉ thiếu người trợ giúp mà thôi. Mà bây giờ vừa hay gặp được Tô Song rồi, cũng coi như là thành công một nửa. Có thể lừa được Lục Cần hay không, có lẽ là phụ thuộc vào diễn xuất của Tô Song. Lam Phi hơi cử động đôi chân, hình như có chút lực di chuyển. Điều này khiến cho cô vui mừng. Cơ thể của cô bắt đầu miễn dịch với loại thuốc quỷ quái này rồi. Lục Tam gia, Lục tiểu thư lại nổi điên,
tự làm tổn thương mình rồi. Chúng tôi không thể nào đến gần cô ấy. Lục Cần vừa nghe giúp việc thông báo đã vô cùng tức giận. Cuộc họp của hắn ta cũng vì vậy mà hủy bỏ trước sự bất mãn của các vị cổ đông khác. Hắn ta vừa cầm điện thoại đi xuống bãi đỗ xe thì nhận được cuộc gọi của vệ sĩ gọi tới. Lục Tam gia, Lam tiểu thư đang cầm thủy tinh muốn nhảy lầu. Cô ấy nói rằng nếu chúng tôi đến gần thì cô ấy sẽ dùng mảnh thủy tinh mà tự vẫn. Một lũ vô dụng. Còn có ai ngăn cản được cô ấy không? Đầu dây bên kia bắt đầu vang lên tiếng hét chói tai, sau đó là những tiếng đồ đạc bị đập vỡ, vô cùng hỗn loạn. Thấy kết nối bị ngắt quãng, trong lòng Lục Cần càng trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết. Lam Phi lại dám làm tự tổn thương đến cơ thể mình sao? Hắn đã quá dung túng cho cô, nên cô cả gan không coi ai ra gì. Có lẽ lâu rồi chưa cho cô một bài học. Cô chưa nhận ra rằng bản thân mình đang ở đâu, ở vị trí nào. Lục Cần lái xe tiến ra khỏi bãi đỗ xe, rồi bẻ lái hướng đến cảng biển. Ở bên kia đường, người đàn ông từ từ hạ kính xe xuống, nhàn nhạt ra lệnh cho tài xế bám theo. Từ đất liền ra đảo, mất nửa tiếng đi cano. Đến khi mà Lục Cần trở về thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Người giúp việc đang thu dọn tàn cuộc, bác sĩ y tá đang băng bó vết thương cho vệ sĩ. Cô ấy đâu rồi? Dạ, Lam tiểu thư đã được tô xong đưa về phòng ngủ rồi. Không có bất cứ nguy hiểm nào. Tô xong sao? Lục Cần vội vàng đi lên tầng. Khi mà hắn ta mở cửa phòng của Lam Phi thì cũng là lúc mà tô xong từ bên trong đi ra. Ban đầu tô xong có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, mỉm cười với Lục Cần. Theo như kế hoạch thì cô sẽ giúp Lam Phi bình tĩnh lại. Lục Cần tin tưởng để cho cô đến chăm sóc cho Lam Phi. Sau đó hai người sẽ trao đổi về cách điều chế hương mà không bị vệ sĩ nghi ngờ gì. Phần tiếp theo thì Lam Phi không tiết lộ. Tô xong cũng chỉ đành làm theo kế hoạch mà thôi. Cô ấy vừa ngủ rồi. Tôi đã cho cô ấy ngửi mùi hương an thần. Nó sẽ khiến cho cô ấy bình tĩnh hơn. Lục Cần đưa mắt nhìn vào bên trong rồi kéo Tô xong đến thư phòng. Tô xong không phản bác, nhìn Lục Cần chủ động kéo tay mình thì lại cảm thấy có cảm giác vui vẻ. Vẫn là cô nên làm theo kế hoạch để đưa Lam Phi rồi đi. Lục Cần đi sai đường, cô sẽ giúp anh. Cửa thư phòng vừa đóng lại thì Lục Cần đã buông tay Tô Song ra. Ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô Song. Là cô đã khiến cho cô ấy bình tĩnh sao? Vâng, đúng vậy. Tại sao chứ? Theo như hiểu biết của người đàn ông này thì Tô Song sẽ không dễ dàng giúp đỡ người khác ngoại trừ là có mục đích. Để Tô Song ở bên cạnh lâu như vậy, hắn ta cũng suýt nữa quên đi cảnh giác. Nếu như cô dám có ý đồ làm hại Lam Phi thì hắn nhất định sẽ không để lại mối họa này đâu. Vì anh, vì em không muốn anh lo lắng cho cô ấy, thế nên em đã giúp cô ấy. Vừa nói, Tô Song vừa tiến đến gần Lục Cần muốn ôm lấy người đàn ông. Thế nhưng khi Lục Cần ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Tô Song thì cau mày mà né tránh. Đối với hành động này của anh, Tô Song dường như là đã quá quen thuộc rồi. Cô chỉ cười trừ thất vọng thôi. Mỗi khi tôi vắng mặt, hãy chăm sóc cho cô ấy. Với Tô Song, cô cảm thấy vui vẻ bởi vì được Lục Cần tin tưởng, nhưng Lục Cần thì ngược lại. Trong suy nghĩ của hắn, hắn chỉ coi Tô Song như người có thể giúp được Lam Phi mà thôi. Không ai có thể khiến cho Lam Phi bình tĩnh mỗi khi mà hắn vắng mặt. Chính vì vậy, Tô Song là lựa chọn tốt nhất. Anh tin tưởng em sao? Tốt nhất là cô nên biết thân biết phận của mình, đừng giở trò. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, thoắt một cái đã 2 ngày êm đềm trôi qua. Lục Cần thấy người giúp việc không gọi điện cho hắn nữa thì cũng rất yên tâm, có vẻ như là Tô Song làm việc rất tốt. Hắn vẫn đi làm như bình thường, buổi tối sẽ trở về đến đảo để gặp Lam Phi. Nếu mọi thứ cứ trôi qua như vậy thì thực sự là quá tốt rồi. Đêm nay Lục Cần mới trở về đảo. Hắn có vẻ rất mệt mỏi cho công việc cả ngày hôm nay. Theo như thường lệ
thì hắn sẽ đến phòng của Lam Phi để xác định là cô vẫn còn ở đây, sau đó mới trở về căn phòng ở sát bên cạnh để nghỉ ngơi. Vệ sĩ đi đến báo cáo cho hắn tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày của cô. Mấy hôm nay bởi vì có Tô Song nên cô không còn gây chuyện nữa. Lục Cần từ trong phòng tắm đi ra, chỉ vẹn vẹn cuốn duy nhất chiếc khăn tắm ở bên dưới để lộ ra từng múi cơ bắp săn chắc nam tính. Hắn đi đến bên trước bàn, mở ngăn kéo, lấy ra lọ thuốc màu trắng, rồi cho 2 viên bỏ vào miệng của mình. Nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, Lục Cần bất giác thở dài rồi tắt đèn lên giường. Trong phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Bỗng dưng cửa phòng bị ai đó mở ra, bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ nhẹ nhàng đi vào. Thấy giường hơi lún xuống, Lục Cần cảnh giác định mở mắt thì một chiếc khăn từ đâu xuất hiện đã che đi đôi mắt của hắn. Cả người hắn cứng đờ ra, hắn định giơ tay bóp cổ đối phương, nhưng mà khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì hắn lại dừng tay. Tiểu Phi. Người phụ nữ chỉ khẽ cười không nói, đưa tay buộc lại chiếc khăn che đi đôi mắt của Lục Cần. Làn da mịn màng hơi áp sát, đôi môi đỏ mọng phủ xuống đôi môi của Lục Cần. Ban đầu thì hắn có chút kinh ngạc, nhưng sau đó trong lòng chợt nổi lên một cảm xúc vui sướng đến khó tả. Đây chính là lần đầu tiên Lam Phi chủ động như vậy, hắn cũng không làm mất hứng của cô, để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Bịt mắt cũng được, chỉ cần là cô thì hắn sẽ đồng ý. Đến lúc này thì hắn đã không thể nào tự chủ được nữa, ôm lấy cơ thể mềm mại đang làm càn trên người mình. Âm thanh khẽ khẽ của người phụ nữ càng khiến cho máu nóng trong người của Lục Cần sôi trào. Hắn nắm chặt lấy tay của cô, bắt đầu thưởng thức mỹ vị nhân gian. Tiểu Phi, là em chủ động, thế nên em phải có trách nhiệm với tôi. Màn đêm yên tĩnh bao trùm cả hòn đảo, thế nhưng mà ở bến cảng có một chiếc thuyền chở đồ đang thu dọn chuẩn bị rời đảo trở về đất liền. Lam Phi nấp trong bụi cây, cô cố gắng nép mình xuống để mà lẩn trốn. Thỉnh thoảng có một vài người đi tuần tra khiến cho cô khó di chuyển. Trước chiều nay cô và Tô Song đã điều chế thành công mùi hương kia rồi, cơ thể cô đã miễn nhiễm với thứ thuốc kia nên có thể cử động. Sau khi mà đưa lọ hương kia cho Tô Song, cô đã tạo cơ hội cho Lam Phi chạy ra ngoài. Nhưng mà điều mà Lam Phi thắc mắc đó là không biết Tô Song đã giữ chân Lục Cần bằng cách nào. Bây giờ cũng đến nước này rồi, buộc phải trốn đi cho bằng được. Sau này nhất định sẽ quay trở về tìm Tô Song để cảm ơn. Mẹ kiếp, mấy thùng hàng này nặng thật đấy. Nhẹ chút thôi, lão tứ. Đây toàn là đồ đắt tiền đấy, không thể nào đền được đâu. Hai tên đàn ông khiêng mấy thùng hàng lên thuyền để người của Lục Cần kiểm tra xong, sau đó mới đóng thùng. Lam Phi cố gắng im lặng chờ cơ hội để mà chạy trốn, nấp vào đống thùng hàng kia. Giấy thông hành đâu? Tại sao chưa có? Một tên đàn ông đứng đợi trên tàu làu bàu, có vẻ là mất kiên nhẫn rồi. Tên còn lại thì tựa vào thành tàu, lấy trong túi ra một bao thuốc lá, châm một điếu thuốc đưa lên miệng rồi rít một hơi dài đầy thoải mái. Trước lúc trời sáng chúng tôi phải trở về đất liền rồi, mọi người nhanh lên đi. Tất cả các thuyền sau khi mà rời đảo phải có giấy thông hành có con dấu của Lục Cần. Sở dĩ hắn ta làm như vậy một phần là vì kiểm soát hàng hóa, xem có thứ gì khác nguy hiểm hay không, mặt khác là muốn ngăn chặn những người dám rời đảo, mà đặc biệt là Lam Phi. Chính vì biết được điều đó từ Tô Song, Lam Phi mới nấp ở gần con tàu để chờ đợi. Chỉ cần những người kia lấy được giấy thông hành rồi đi, cô sẽ nhân cơ hội nhảy lên tàu để mà bỏ trốn. Một lúc sau có một tên khác mang giấy thông hành đi đến đưa cho tên đang hút thuốc lá. Lam Phi nhanh chóng lấy trong túi áo ra một lọ chất lỏng rồi đưa lên miệng uống cạn. Lọ chất lỏng này chính là thuốc giải mà Tô Song đưa cho cô, phòng ngừa trường hợp cơ thể cô miễn dịch không hết, vẫn để thuốc ngấm vào, nên Tô Song đã lấy trộm thuốc giải từ phòng bác sĩ rồi đưa cho cô. Tô Song rất cẩn thận, cái gì cũng suy tính để phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra. Có thể đi rồi.
Thấy chiếc thuyền bắt đầu nhổ neo mà đám vệ sĩ kia vẫn chưa rời đi, trong lòng cô có chút bồn chồn không yên. Nhưng ngay sau đó, một nữ y tá đã từ đâu chạy ra hớt hải thông báo: "Lọ thuốc giải của bác sĩ Thiệu đã mất rồi. Các anh lên kiểm tra xem thế nào." Hai tên vệ sĩ đồng loạt nhìn nhau rồi vội vàng rời đi. Nữ y tá kia thấy như vậy thì cũng chạy theo. Đúng lúc này Lam Phi đứng dậy lao ra khỏi bụi cây, chạy về phía chiếc thuyền lớn đang rời đi. Nữ y tá kia chợt dừng bước, quay lại nhìn thấy một bóng hình đang lên tàu thì chợt mỉm cười. Hiển nhiên nữ y tá này là người của Tô Song dặn dò giúp đỡ Lam Phi để cô chạy trốn. Chiếc thuyền còn chưa đi được bao xa thì trên đảo bỗng dưng nổi lên tiếng còi báo động inh ỏi, người nào người nấy đều tỉnh giấc. Lục Cần đang ôm người phụ nữ bên cạnh vào trong lòng, còn chưa chợp mắt thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. "Lục Tam gia, Lam tiểu thư đã mất tích rồi." "Cô ấy đang ở bên cạnh tôi." Có vẻ như Lục Cần vẫn chưa nhận ra người cùng hắn ta ân ái không phải là Lam Phi mà là Tô Song. Còn Tô Song nghe thấy như vậy thì hòn đá trong lòng giống như được gỡ bỏ. Cô vòng tay ôm chặt lấy Lục Cần, nép vào trong lồng ngực của hắn ta mà nhắm mắt. Lục Cần cưng chiều ôm lấy cô, vô thức nắm lấy tay của người phụ nữ đang nằm trong lòng. Nhưng mà chợt hắn ta phát hiện ra trên cổ tay phải của người phụ nữ có chiếc vòng tay. Trước khi mà đưa Lam Phi đến đây, hắn ta đã tháo ra tất cả những trang sức trên cơ thể của cô. Làm sao mà còn sót lại một chiếc vòng tay cơ chứ? Nghĩ đến đây, Lục Cần dứt khoát giật mảnh vải đang bịt mắt của mình xuống. Hai mắt của hắn bỗng chốc hừng hực lửa, đẩy người phụ nữ bên cạnh mình ra. "Tô Song!" Còn không để cho Tô Song nói gì, Lục Cần trong cơn tức giận đã bóp chặt lấy cổ của cô ta. "Cô dám lừa tôi?" Lục Cần, em thực sự..." Hắn ta thật là không nghĩ đến Lam Phi có thể thuyết phục được Tô Song để mà chạy trốn như thế này. Cả người Lục Cần tỏa ra sát khí lạnh buốt, hắn ta siết mạnh cổ của Tô Song, muốn lấy mạng của ta ngay lập tức. Ban đầu thì Tô Song còn có phản kháng, nhưng mà sau đó thì buông tay xuống, từ từ nhắm mắt. Cô biết rõ tính cách của Lục Cần, hắn ta ghét nhất là ai dám lừa dối mình. Nếu hắn ta muốn lấy mạng cô thì cho dù có phản kháng cũng vô dụng mà thôi. Cô được chết trong tay của người mình yêu, vậy cũng tốt. Trên khóe mắt của Tô Song rơi xuống một giọt nước mắt, Lục Cần bất giác lại nhớ đến cảnh tượng hắn ta đã từng suýt chút nữa lấy mạng Lam Phi nên buông tay ra. Tô Song giống như là được vớt lên trước cái chết, ho sặc sụa, cố gắng hít thở. Lục Cần xuống giường, tùy tiện mặc bộ đồ ngủ vào một cách nhanh nhất, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một cây súng. "Vào đây." Đám vệ sĩ bên ngoài lập tức mở cửa đi vào. Lục Cần nhìn Tô Song bằng vẻ mặt chán ghét rồi ra lệnh: "Nhốt cô ta lại đi." Một tên vệ sĩ khác chạy vào báo cáo: "Dạ, Lục Tam gia đã huy động người tìm kiếm Lam tiểu thư, rất nhanh chúng tôi sẽ tìm thấy thôi. Có chiếc thuyền nào vừa rời đảo không?" "Dạ, có một chiếc." Lục Cần không cần nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy ra ngoài. Lam Phi dám bỏ trốn sao? Lần này nếu như để hắn bắt được thì hắn sẽ đánh nát đôi chân của cô ra. Đứng bên bờ biển, nhìn chiếc thuyền đang đi xa trước mặt mình, Lục Cần dường như là muốn bốc hỏa, kéo cò súng bắn mấy phát lên bầu trời. "Gọi điện bảo bọn họ quay thuyền lại đi." Tên vệ sĩ nhanh chóng lấy ra bộ đàm kết nối với thông tin ở trên thuyền, giật nhanh đã liên lạc, nhưng mà đó là giọng nói của một người phụ nữ. "Lam tiểu thư, cô..." Lục Cần nghe thấy như vậy thì giật lấy bộ đàm. "Tiểu Phi, quay về ngay lập tức." Trên thuyền lúc này rất yên tĩnh, Lam Phi đang ngồi dựa vào lan can thở dốc. Trên gương mặt của cô lúc này xuất hiện vài vết màu đỏ, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo. Ở bên kia là hai người đàn ông bất tỉnh nhân sự. Lam Phi đã dùng chút sức lực còn lại cuối cùng để mà trói họ vào thành cột, phòng khi họ tỉnh dậy. Không may, vài phút trước, khi mà cô đang lẩn trốn, bị một trong hai tên phát hiện.
Bọn chúng nhìn cô bằng ánh mắt ái muội, muốn lôi cô lên giường làm chuyện bậy bạ. Cũng may Lam Phi có thể xử lý hai tên này rồi trói chúng lại. Cơ thể của cô bây giờ rất yếu, thuốc giải có vẻ như là không còn tác dụng, nó đang vắt kiệt năng lượng của cô rồi. Con tàu vẫn chạy tự động đến đất liền. Lam Phi nắm chặt bộ đàm trong phòng điều khiển rồi lên tiếng: "Tôi không phải là con rối của anh. Cuộc sống của tôi như vậy, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi." Lần này chạy trốn, cô đã hạ quyết tâm rất lớn. Nếu như còn bị bắt lại nữa, cô sẽ tự vẫn. Giờ đây trong đầu của Lục Cần không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Hắn ta chỉ biết rằng Lam Phi đã bỏ lại hắn, giống như năm đó hắn ta chỉ có một mình. 7 năm trước, hắn ta vẫn chưa ổn định vị thế nên đã để mất cô một lần. Bây giờ cô lại một lần nữa muốn bỏ trốn khỏi hắn, làm sao mà hắn có thể chấp nhận được đây? Bản tính của hắn từ trước đến giờ vẫn như vậy, vẫn máu lạnh và dứt khoát. Nếu Lam Phi đã nhất quyết rồi đi, thì hắn thà rằng hủy diệt cô, chứ không thể nào để cho cô ở bên cạnh bất kỳ một ai khác. Lam Phi, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Nếu như em quay trở lại, tôi sẽ không truy cứu. Tôi hứa là sẽ không nhốt em lại nữa. Nghe như vậy, Lam Phi bất giác cười nhạt. Anh nghĩ xem, một con vật đã chạy thoát khỏi sở thú, cái nơi giam giữ tra tấn nó, thì liệu rằng nó có còn quay lại nữa không? Năm đó, cô đã từng được mẹ đưa đến sở thú. Trong tâm trí của một đứa trẻ khi đó thì không thể nào nghĩ nhiều đến vấn đề này. Khi một con gấu trúc chạy mất, Lam Phi liền nói cho bảo vệ bắt nó vào chuồng. Mẹ cô không vui mà nhắc nhở cô. Khi đó Lam Phi không hiểu ý của mẹ là gì. Trong hoàn cảnh như thế này, cô bắt đầu hiểu ra. Con gấu trúc năm đó cũng giống như cô bây giờ, chỉ muốn bỏ trốn để có thể tự do. Nhưng chỉ vì cô thông báo mà nó bị bắt lại, tiếp tục bị gò bó trong cái lồng kia. Trước sự tự do trước mặt mình lại có người vô tình dập tắt đi hy vọng. Thật sự đó chính là sự đả kích lớn nhất. Tiểu Phi, quay lại đi. Trong giọng nói có chút tuyệt vọng, Lam Phi không mảy may quan tâm đến. Cô khẽ nhăn mặt một cái đầy đau đớn mà đưa tay lau đi vết màu đỏ trên mặt mình. Lục Cần, anh không phải là anh ấy. Mãi mãi tôi không thể nào ở bên cạnh anh được. Được rồi, vậy thì tôi cũng không thể nào để em ở bên cạnh bất kỳ ai. Lục Cần vừa dứt lời thì một quả bom đã bay đến và chạm vào cạnh thuyền, gây ra một vụ nổ rất lớn. Lam Phi co người lại, những mảnh vụn sắc nhọn đã cứa qua da thịt của cô đầy đau đớn. Cô đứng dậy, dùng sức lực để mà kéo đứt dây kết nối bộ đàm. Bên ngoài mui thuyền đã bị ném thủng một mảng, nước rất nhanh đã tràn vào trong. Cô quay người vội vàng cởi trói cho hai người đàn ông kia, sau đó thì lấy một cái phao cứu sinh đẩy hai người xuống dưới. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến hai người đàn ông này, bọn họ bị liên lụy là không đáng. Trên thuyền vốn có 2 chiếc phao cứu sinh, nhưng mà một cái bị thủng, một cái cô ném cho hai người đàn ông kia. Cô hết đường chạy rồi. Cô đến gần mạn thuyền, đứng nhìn về phía hòn đảo. Lục Cần cũng đang đứng đó. Hắn siết chặt lấy bộ đàm trong tay, nhìn bóng dáng mảnh mai đang đứng trước mặt của mình. Ném tiếp, ném cho đến bao giờ nổ chiếc thuyền thì thôi. Nhưng mà Lam tiểu thư vẫn còn trên đó. Là cô ấy ép tôi thôi. Lục Cần quát lên. Hắn ta thực sự muốn lấy mạng cô sao? Là do cô ép hắn làm như vậy, là do cô ép hắn không có lỗi. Ngay sau đó thì một quả bom tiếp tục được bắn tới. Lam Phi liều mạng nhảy xuống biển trước khi mà cái thuyền phát nổ. Từng đợt sóng cuồn cuộn ập đến khiến cô không thể nào nổi lên. Nước biển lạnh buốt, tay chân cô tê cứng, không thể nào cử động. Vừa ngoi lên chưa được bao lâu đã phải ngụp xuống. Cuối cùng thì cô hết sức, không thể nào chống cự được nữa, nhắm mắt, ngã vào trong làn nước biển bao la. Đúng lúc này có một bóng đen lao đến tìm được Lam Phi, kéo cô ra khỏi mặt nước. Trong cơn mơ hồ, cô lại nghe thấy giọng nói của Lục Tử Hàn. Anh nói cái gì mà cô phải cố lên? Cô thật sự rất vui. Cô đã ngã vào trong lòng của Lục Tử Hàn.
Tiểu Phi, em nghe anh, em đừng ngủ nha. Lục Tử Hàn ôm chặt lấy cô, ra sức muốn đánh thức cô. Đúng lúc này, có hai chiếc cano xuất hiện. Lục Tử Hàn đưa cô lên trước, rồi bản thân mình leo lên sau. Anh liên tục hô hấp nhân tạo để ép nước trong phổi của cô ra. Cũng may, sau vài động tác thì Lam Phi đã nôn ra tất cả nước. Lục Tử Hàn nhanh chóng ôm lấy cô vào trong lòng. Vụ nổ sắp biến mất rồi, nếu không nhanh thì chúng ta sẽ bị phát hiện đấy. Được rồi, đi thôi. Nếu hôm đó Lục Tử Hàn không bắt gặp Lục Cần, không đi theo, thì anh cũng không biết Lam Phi đã xảy ra chuyện. Anh đã phải lên kế hoạch, sắp xếp cẩn thận mới đi trong đêm nay. Cũng may là anh đến kịp thời, chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi là tiểu phi của anh đã mất mạng. Anh sẽ phải day dứt cả cuộc đời này. Hai chiếc cano nhanh chóng khởi động rời đi. Lục Tử Hàn ôm chặt lấy cô để sưởi ấm cho cô. Ánh mắt đầy hận thù nhìn về phía hòn đảo sắp khuất dạng. Những ai dám làm tổn thương đến cô ấy đều phải mất mạng. Lúc này đây, ở tầng thứ 64 của tòa nhà Vizen, bên trong phòng chủ tịch sặc mùi thuốc súng, ba lãnh đạo cấp cao mặc bộ vest lịch lãm gay gắt thảo luận với nhau. Từ ngoài vào trong, chỗ nào cũng có vệ sĩ canh gác. Camera 360 độ không góc chết đính khắp nơi, ngay cả phục vụ mang đồ tráng miệng vào cũng phải trải qua một loạt thủ tục rất nghiêm ngặt. Có thể thấy sức ảnh hưởng của nhân vật ở bên trong không nhỏ. Bọn họ chính là nhóm người vừa hô phong hoán vũ trên thương trường. Kẻ địch rất nhiều, nếu tính ra thì không biết bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng ba người. Theo thứ tự chỗ ngồi từ bên trái, đó chính là Du Minh Hạo, ông trùm mafia. Lãnh Kiều Yến là cục trưởng Cục An ninh Quốc gia. Lâm Dĩ Hoài là ông trùm đá quý. Tôi đã nói rồi, mảnh đất đó thuộc về nhà nước, tôi không chấp nhận chia sẻ. Dù Minh Hạo nghe như vậy thì đặt ly rượu trên tay xuống, thản nhiên nói: Cục trưởng Lãnh, anh nên suy nghĩ lại một chút xem sao. Nếu Lục Cần mà để ý đến thì chỉ sợ rằng anh sẽ rơi vào thế bị động đấy. Vừa nhắc đến Lục Cần, Lãnh Kiều Yến và Lâm Dĩ Hoài đều thay đổi sắc mặt. Ai cũng có thể nhìn ra sự hận thù đang tràn ngập trong đôi mắt của hai vị lãnh đạo tối cao này. Đối với Lãnh Kiều Yến, mấy năm trước Lục Cần xuất hiện, không biết là bao nhiêu lần đã cản trở con đường thăng tiến của anh ta. Đã vậy, cho dù anh ta có muốn cũng không thể nào bắt Lục Cần, bởi vì đằng sau người đàn ông đó có Lục gia chống đỡ. Mặt khác, cũng không tìm thấy bất kỳ một bằng chứng nào. Lục Cần đã đi rất nhiều nước, làm ăn với vô số kẻ tai to mặt lớn, cho nên thông tin bí mật hắn ta nắm giữ cũng rất nhiều. Mỗi một quốc gia đều có một bí mật riêng mà Lục Cần lợi dụng điều này để nằm ngoài pháp luật, khiến cho cảnh sát hay là quân đội cũng không thể nào nhúng tay để lấy mạng. Nếu Lục Cần xảy ra chuyện thì bí mật cũng sẽ được công bố ra toàn cầu. Chỉ sợ đến lúc đó, Lãnh Kiều Yến khó mà trụ nổi chiếc ghế mình đang ngồi. Còn đối với Lâm Dĩ Hoài thì coi Lục Cần như là kẻ địch truyền kiếp của mình. Nghe nói năm đó, Lâm Dĩ Hoài đang còn phải chống đỡ Lâm gia sắp phá sản. Người anh em tốt nhất của Lâm Dĩ Hoài vì muốn cứu anh ta nên đã vay nặng lãi chỗ Lục Cần và ký khế ước sinh tử. Lục Cần lại là kẻ rất coi trọng thời gian. Người kia vì không thể nào trả nợ đúng hạn nên bị bắt đi. Lâm Dĩ Hoài biết chuyện, đem tiền tới thì đã quá muộn rồi. Người anh em chí cốt của anh ta đã bị tấn công 32 phát súng, mất mạng cứng đờ trong phòng đông lạnh. Tôi không thể nào chấp nhận được việc mình không làm gì được hắn ta. Lâm Dĩ Hoài tức giận đấm mạnh xuống bàn kính, thế lực phía sau của Lục Cần càng ngày càng lớn mạnh. Đến cả Lãnh Kiều Yến cũng không thể nào nhúng tay, nói chi là Lâm Dĩ Hoài. Mỗi lần sát thủ mà Lâm Dĩ Hoài phái đến ám sát Lục Cần thì tất cả đều mất tích. Mấy ngày liên tiếp sau đó, có rất nhiều cơ thể được chuyển đến trước mặt của Lâm Dĩ Hoài trong trạng thái tra tấn vô cùng thê thảm. Chừng nào Lục Cần còn sống sót thì chính là mối họa của tất cả mọi người. Lục Cần chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, chỉ cần kích nổ thì tất cả
cùng với cả hắn ta sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Dù Minh Hạo cảm thấy bản thân mình thật là sáng suốt khi mà nhắc đến mối họa này, Lục Cần tuy rằng không gây tổn hại lớn đến anh, nhưng đắc tội sâu sắc đến người anh em tốt Lục Tử Hàn. Kẻ thù của anh em tốt thì cũng chính là kẻ thù của bản thân mình. Dù Minh Hạo lĩnh hội được câu nói đó, thế cho nên mới đưa ra vấn đề này để thảo luận cùng với hai người ở trước mặt mình. Tự dưng lúc này cánh cửa có người mở ra, chính xác là có người dùng tấm thẻ đen quyền lực để mà đi vào bên trong, không cần phải kiểm tra bất cứ thủ tục nào. Người nắm giữ tấm thẻ duy nhất này không ai khác là Lục Tử Hàn. Lâm Dĩ Hoài đứng dậy chào Lục Tử Hàn một tiếng. Lục tiên sinh, ngài đến rồi sao? Hai người bắt tay nhau. Dù Minh Hạo khá cao hứng khi mà Lục Tử Hàn đến đây, khi tên này lúc nào cũng làm việc khiến cho người ta không đoán ra. Dù Minh Hạo ngồi dịch sang bên cạnh để nhường chỗ cho Lục Tử Hàn ngồi xuống, Lãnh Kiều Yến từ nãy đến giờ vẫn không nhúc nhích, thì lúc này lên tiếng. Cố vấn kinh tế của trùm Hắc Đạo trong lờ đồn quả nhiên là Lục tiên sinh. Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt rồi. Cục trưởng Lãnh quá khen rồi. Lục Tử Hàn không vòng vo mà cầm ba tập tài liệu để trên bàn. Cả ba người, Du Minh Hạo, Lãnh Kiều Yến và Lâm Dĩ Hoài đồng loạt nhìn nhau, mỗi người cầm một bản mà mở ra xem xét. Theo như tôi biết thì mảnh đất phía Đông Đô là tổ tiên của Lâm Thiếu để lại, anh được hưởng phần trăm, tôi không có ý kiến gì. Còn về cục trưởng Lãnh, mảnh đất đó nằm trong phạm vi nhà nước nên anh cũng có ít đóng góp. Hai người ăn nhiều như vậy không sợ mắc nghẹn sao? Ý của Lục tiên sinh là... Lãnh Kiều Yến bắt đầu có hứng thú với những gì mà Lục Tử Hàn vừa nói. Mảnh đất này chia bốn: Du Minh Hạo, Lâm Thiếu, Cục trưởng Lãnh và tôi. Du Minh Hạo nghe xong thì trợn tròn mắt. Thế nào mà bây giờ lại chia bốn rồi? Chia ba đã khó ăn, Lãnh Kiều Yến không phải là kẻ dễ dàng đàm phán như vậy đâu. Lục tiên sinh định lấy gì ra để tôi đồng ý đây? Lục Tử Hàn nhếch môi nở ra nụ cười, đôi mắt anh nhìn chằm chằm Lãnh Kiều Yến khiến cho anh ta lạnh cả sống lưng. Lục Cần và thông tin bí mật của hắn ta chắc là cũng đủ để cho cục trưởng Lãnh thỏa mãn rồi chứ? Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Cuối cùng là Lãnh Kiều Yến đặt tập tài liệu xuống, không nhanh không chậm lên tiếng. Lục tiên sinh đi nước cờ này thì dĩ nhiên là có thể thuyết phục được tôi. Hợp tác vui vẻ nha. Vừa về đến nhà, Lục Tử Hàn đã nghe thông tin vô cùng xấu. Lục tiên sinh, phu nhân đang ở trên sân thượng. Anh lập tức chạy lên sân thượng, thấy Lam Phi đang đứng bên cạnh lan can thì hơi hoảng. Tiểu Phi. Lam Phi quay đầu lại, mái tóc dài của cô tung bay trong gió, cơ thể mảnh mai đến nỗi khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần gió thổi mạnh thêm một chút nữa thôi, cô sẽ bị gió cuốn đi. Khi tỉnh dậy, Lam Phi cứ ngỡ rằng bản thân mình đã bị bắt lại, thế nên cô mới chạy lên sân thượng. Nếu Lục Cần xuất hiện, cô sẽ không do dự mà nhảy xuống. Thật may, không phải hắn ta. Trước khi mất đi ý thức, cô đã nhìn thấy Lục Tử Hàn ôm lấy cô. Nhìn vào đôi mắt của anh, cô dường như không tin đó là sự thật. Cô nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác bởi vì cô quá nhớ anh thôi chứ. Bây giờ cô đã chính mắt nhìn thấy Lục Tử Hàn, một Lục Tử Hàn bằng xương bằng thịt đang đứng đây. Cô đã vui đến nỗi không nói ra lời. Mắt anh đã khỏi rồi, cô giang hai tay mỉm cười. Tử Hàn, ôm em. Lục Tử Hàn tiến đến rồi ôm chặt lấy cô. Anh nhìn xuống đôi chân trần của cô thì cau mày rồi cúi đầu bế cô lên. Cô ôm chặt lấy cổ của người đàn ông, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh mà nghẹn ngào. Em cứ tưởng là mình bị bắt lại rồi chứ? Em tưởng em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Không sao rồi, có anh ở đây rồi. Anh siết chặt vòng tay bế cô quay người đi xuống. Ở trên này gió lớn như vậy, làm sao mà anh có thể để cô ở đây quá lâu? Hai người trở về phòng, Lục Tử Hàn đặt cô xuống giường rồi tự mình đi vào trong phòng tắm. Sau đó trở ra,
bưng trên tay một thau nước ấm. Thấy Lục Tử Hàn xắn tay áo, cầm lấy đôi chân của cô đặt vào thau nước, cô bật cười. Không cần đâu, em có thể tự làm được mà. Em ngồi im đi. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, thuần thục. Anh vừa rửa chân cho cô, vừa mát xa cho cô dễ chịu hơn. Rửa xong thì cẩn thận dùng chiếc khăn trắng lau khô chân cho cô. Cô không nhịn được mà cúi xuống nắm lấy cổ áo của Lục Tử Hàn. Hai người lập tức đối diện với nhau. Cô hơi nghiêng đầu đặt lên môi của anh một nụ hôn. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cô lại không nỡ rời đi. Lục Tử Hàn vốn đang ở trong tư thế bị động, rất nhanh anh đã ôm lấy cô, một tay đặt trên eo, tay còn lại thì che phía sau đầu cô. Cả hai người đồng loạt ngã xuống chiếc giường. Nụ hôn này chất chứa bao nhiêu sự nhớ nhung, bao nhiêu sự khao khát, khiến cho cả hai người đều dạo dực không thôi. Lục Tử Hàn cúi xuống hôn sâu hơn, khiến cô giật mình. Hình như là đã lâu rồi cô suýt nữa đã quên đi dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng của người đàn ông này. Lục Tử Hàn bây giờ đang ở trước mặt cô là một người hoàn mỹ, không còn gặp vấn đề về việc nhìn thấy ánh sáng nữa. Cho đến khi mà Lam Phi suýt nữa bị nụ hôn của anh làm cho tắc thở, thì lúc này cô mới được thả ra. Cô thở dốc, vội vàng đưa tay che miệng, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình. Anh rốt cuộc là đã hôn bao nhiêu cô gái rồi? Tại sao có thể hôn thành thục đến như vậy? Dám giấu em có đúng không? Không phải, đó chỉ là bản năng thôi. Chúng ta có thể thử lại một lần nữa. Anh dịu dàng định cúi xuống thì Lam Phi đã che miệng, nghiêng đầu né tránh. Thử cái gì, không cho. Vừa nãy chẳng phải em chính là người chủ động sao? Mặt của cô thoáng đỏ bừng vì câu nói của anh. Tuy cô là người chủ động, nhưng mà ai bảo anh dùng gương mặt mê người đó quyến rũ cô làm gì? Cô không tin bản thân mình lại có sức chịu đựng kém cỏi như vậy. Lục Tử Hàn đã bị vẻ mặt đáng yêu này của Lam Phi làm cho bật cười. Quả nhiên là một lần nữa cô bị ngơ ngẩn trước nụ cười đầy mê hoặc của người đàn ông. Đặc biệt là sống mũi cao còn đang cọ cọ vào bên má của cô, làm cho trái tim của cô thoáng đập lỡ đi một nhịp. Đôi mắt kia bị mù thì thôi, mà bây giờ trở về bình thường, đẹp không thể nào tả xiết. Chẳng lẽ đàn ông có lông mi dài tự nhiên là như thế này sao? Đến cả bờ môi kia không cần son dưỡng cũng đẹp hơn cả môi phụ nữ rồi. Cũng may Lục Tử Hàn biết ý, kéo Lam Phi ngồi dậy, ôm lấy cô để cô được ngồi trên đùi của anh. Trước đây anh đã để cho em chịu khổ quá nhiều rồi, Tiểu Phi. Từ bây giờ trở đi, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Lam Phi tựa đầu vào trong lồng ngực của Lục Tử Hàn. Cô chưa từng cảm thấy ấm áp như bây giờ. Cuối cùng thì cô đã chờ được rồi, chờ được ngày anh trở về rồi. Tử Hàn, anh là thiếu niên 7 năm trước sao? Là người mà đã cứu em rất nhiều lần đó. Lúc đầu Lục Tử Hàn quay đầu đi định né tránh, thế nhưng cô nhất quyết giữ chặt lấy mặt của anh, ép anh đối diện với mình. Anh chỉ cần gật đầu hoặc là không, đừng lừa dối em. Lục Tử Hàn biết rằng bản thân mình không giấu được nữa, anh gật đầu. Lam Phi bỗng chốc cảm thấy trong lòng dâng lên một sự xót xa. Năm đó ai mà biết được rằng hai người đã trải qua những gì chứ. Lục Tử Hàn vì cô mà bị Lục Cần đánh đập rất nhiều. Anh chịu đựng thay cho cô. Cả ngày anh chỉ ăn có một bát cơm, mà anh cũng nhường cho cô luôn. Căn phòng với nhiệt độ thấp như vậy, anh cũng cởi áo khoác đưa cho cô. Nếu không phải đêm đó Lam Phi vô tình thức giấc, thì cũng không biết là Lục Tử Hàn đang cố gắng nén lại tiếng ho của mình bởi vì ho ra máu. Nghĩ đến đây, Lam Phi bất giác rơi nước mắt mà ôm chặt lấy cổ của người đàn ông. Trước đây em quen Lục Tư Thâm là bởi vì em theo đuổi hình bóng của anh. Anh ta quá giống anh. Sau này em mới phát hiện ra rằng năm đó em đã nhận sai người rồi. Người làm cho em rung động thật sự không phải là anh ta, mà chính là anh. Lục Tử Hàn, từ năm đó em đã yêu anh rồi. Anh nghe được lời thổ lộ của Lam Phi thì có chút bất ngờ. Thực ra thì trước đây
Anh vì hứa với mẹ rằng sẽ bảo vệ cho Lục Tư Thâm nên mới đồng ý thế chỗ của em trai đến chỗ Lục Cần. Trước mặt mọi người nói là huấn luyện, nhưng mà ai biết được rằng cả năm đó đối với anh chính là địa ngục nhân gian. Nếu Lục Cần tức giận, hắn ta sẽ đánh anh. Nếu Lục Cần không hài lòng thì chính anh cũng là người bị đánh. Cả ngày bị bắt đeo một chiếc mặt nạ dày cộp, cơm một ngày cũng chỉ có một bữa thôi. Trên người toàn là vết thương, nặng có, nhẹ có, thậm chí nhiều lần còn nhiễm phong hàn, nằm liệt trên giường cả tháng trời. Tất cả mọi thứ anh đều cắn răng chịu đựng, cho đến khi anh gặp được Lam Phi. Anh thấy cô bị Lục Cần nhốt lại, anh nhìn thấy cô khóc, thấy cô suýt chút nữa bị bóp cổ đến chết, thì trong lòng nổi lên sự thương cảm. Thế rồi anh chợt nhận ra, anh và cô có hoàn cảnh giống nhau. Anh không nỡ nhìn thấy cô gái yếu đuối đó chịu thảm cảnh giống như mình, thế nên anh cứu cô, rồi bản thân phải chịu đựng sự trừng phạt gấp đôi. Tiểu Phi, anh không phải là người chồng hoàn mỹ, nhưng anh nhất định sẽ làm tất cả mọi thứ vì em. Lục tiên sinh, Lam tổng tiền nhiệm đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Trong khoảng thời gian này, Lục Cần sẽ không thể nào tìm thấy ba của cô. Lục Tử Hàn cầm chiếc thìa nhỏ khuấy đều ly cà phê trước mặt của mình một cách tào nhã. Lam Phi đang dùng bữa nghe như vậy thì dừng lại, kinh ngạc nhìn Lục Tử Hàn. Anh đã đưa ba em đi đâu chứ? Trên khóe miệng của cô còn dính chút sữa, Lục Tử Hàn nhanh chóng lấy chiếc khăn tay của mình giúp cô lau đi. Đưa đến một nơi an toàn hơn, em cứ yên tâm. Lúc trước có vô số lần Lục Cần lấy Lam Tống Quân ra để uy hiếp cô. Cho dù là cô không ăn, hắn ta cũng ép cô ăn. Cô phản kháng thì hắn ta sẽ cho người bắt ba cô lại. Đó chính là điều mà Lam Phi lo nhất. Cũng may đã có Lục Tử Hàn, anh giúp cô giải quyết một vấn đề lớn trước mắt. Tạm thời để ba cô lánh nạn một thời gian. Khi mà cô giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì sẽ đưa ba an toàn trở về quê. Vừa uống xong ly cà phê, anh quay sang thấy Lam Phi đang ngơ ngẩn suy nghĩ. Lục Tử Hàn lắc đầu mỉm cười. Anh đã báo trợ lý là hủy tất cả những lịch làm việc trong ngày hôm nay, lấy điện thoại nhắn cho Du Minh Hạo một tin nhắn xin nghỉ phép. Sắp xếp đâu vào đó, Lục Tử Hàn đưa tay xoa đầu của Lam Phi, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Em buồn chán có đúng không? Vậy hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nha. Hôm nay anh không bận sao? Không bận. Hôm nay anh được Du tổng cho nghỉ rồi. Trợ lý nghe xong thì toát mồ hôi. Chỉ khổ một mình Du Minh Hạo thôi. Chắc là Du Minh Hạo không thể nào ngờ được Lục Tử Hàn lại có thể mặt dày nói dối người yêu như vậy. Du Minh Hạo mong rằng Lục Tử Hàn lao đầu vào trong công việc, còn mừng không gian nước mắt. Làm gì có chuyện để cho Lục Tử Hàn được nghỉ phép. Nếu như Du Minh Hạo mà nghe được lời nói đó, chỉ hận không thể ném Lam Phi đi ra xa một chút. Đúng là đâm đầu vào phụ nữ, chỉ có chuốc thêm rắc rối mà thôi. Trước khi ra bên ngoài, Lục Tử Hàn còn gọi điện cho nhà thiết kế đem hai bộ đồ thể thao đến đây. Nói chính xác là bộ đồ đôi dành cho hai người. Trước đây Lục Tử Hàn rảnh rỗi sẽ vẽ phác thảo vài bộ trang phục. Khi mà vẽ xong thì anh sẽ tùy tiện đưa cho nhà thiết kế riêng của Du Minh Hạo xử lý. Về việc Lục Tử Hàn tận dụng nhà thiết kế của mình quá mức cũng khiến cho Du Minh Hạo nhiều lần phản bác. Thế nhưng mà mỗi lần anh ta định nói ra cái gì đó là y như rằng Lục Tử Hàn lại đem mấy công ty thua mua đặt lên bàn làm việc của Du Minh Hạo. Đến nước này thì có muốn nói cũng vô dụng, bởi vì người ta giỏi quá nên muốn chỉ trích cũng đành thôi. Chính vì thế mà nhà thiết kế kia vừa đi theo Du Minh Hạo vừa làm việc cho Lục Tử Hàn. Nhìn bộ đồ thể thao phối màu đẹp mắt đã khiến cho Lam Phi vô cùng thích thú. Chất áo này mặc vào rất mát, đường may tỉ mỉ, được đính thêm vài viên kim cương bắt mắt. Chiếc váy ngắn vừa phải càng làm tôn thêm đôi chân thon thả trắng nõn của cô. Chỉ có điều vài vết thương phải dán băng cá nhân, nhưng cũng không vì vậy mà mất đi sự xinh đẹp. Điều đặc biệt hơn là Lục Tử Hàn cũng mặc chiếc áo giống y hệt cô. Chiếc quần xuồng ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp khiến cô không nhịn được mà ghen tị.
Đối với phụ nữ, làm phi không phải là người thấp mà gọi là cao trung bình. Nhưng mà khi đứng bên cạnh người đàn ông này, cộng thêm đôi giày mấy nghìn đô độn đế của anh, thì cô cảm thấy bản thân mình thấp cổ bé họng vô cùng. Nếu như em ngại chiều cao của bản thân, thì anh có thể bế em lên. Cô quay mặt đi. Ai cần anh phải bế chứ? Cô không chấp nhận với một cái cột dài như vậy đâu. Hai người rất nhanh chóng đã xuống bãi đỗ xe. Lục Tử Hàn sợ Lam Phi đi lại còn bất tiện nên đã bế cô từ trên tầng đi xuống, mặc cho cô có phản đối như thế nào. Rốt cuộc là cũng đem cô đặt vào trong xe. Vấn đề này mới được giải quyết xong. Lục Tử Hàn ngồi vào trong ghế lái, lấy khẩu trang, mũ rồi đưa cho cô. Bản thân mình cũng tự chuẩn bị sẵn sàng. Anh vì phòng ngừa trường hợp bắt gặp tai mắt của Lục Cần, mặt khác về phía Lục gia kia, chưa đến thời cơ anh cũng chưa thể nào để lộ mặt. Lát nữa xuống xe thì em đeo vào nha. Mà anh không trở về Lục gia nữa sao? Ông cụ Lục đã lập bia mộ cho anh rồi, đám tang tổ chức rất long trọng, em nghĩ sao mà anh có thể trở về chứ? Làm phi giống như là hiểu ra điều gì đó, không hỏi nữa. Hai người rất nhanh đã đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố. Làm phi khoác tay của Lục Tử Hàn cùng anh đi dạo một vòng. Thấy cái gì vừa mắt, cô đều ghé qua để mà xem thử. Nhưng mà có vẻ Lục Tử Hàn tưởng rằng cô muốn mua nên đã vung thẻ mua hết, khiến cho đám nhân viên ở đó mắt sáng lên như gặp được quý nhân. Thưa phu nhân, hai người rất đẹp đôi. Chiếc vòng cổ này được nhập khẩu từ Anh, rất... Mua đi. Phu nhân à, cái này là bản giới hạn của cửa hàng chúng tôi đấy. Phu nhân... Mua nó đi. Phu nhân à, chiếc nhẫn kim cương này là tác phẩm hoàn mỹ. Mua nó. Mới đi chưa được nửa cái trung tâm thương mại mà hai người đã ôm theo một đống đồ. Lục Tử Hàn còn hào phóng xách đồ cho cô, khiến cho không biết bao nhiêu người phụ nữ bắt gặp phải lác mắt. Điều mà họ ngưỡng mộ đó chính là những món đồ hàng hiệu xa xỉ trên tay của Lục Tử Hàn. Bên cạnh đó cũng ngây ngất trước một người đàn ông ga lăng với bạn gái của mình. Biết ngay mà, cho dù có đeo khẩu trang đi chăng nữa thì hai người vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý thôi. Cuối cùng thì Lam Phi không nhịn được mà quay sang trừng mắt với người đàn ông. Anh rốt cuộc là có bao nhiêu tiền? Anh bày ra dáng vẻ vô tội, nhìn cô thành khẩn lên tiếng nói. Anh cũng không nhớ đâu, chỉ biết rằng tiêu mãi không hết. Không để cho Lục Tử Hàn lầm đường lỡ bước nữa, Lam Phi đành kéo anh trở về xe, cất đống đồ, sau đó thì đến rạp xem phim. Theo như cô lên mạng tìm hiểu thì các đôi tình nhân sẽ đi xem phim hâm nóng tình cảm, mà bộ phim được săn đón nhất đó chính là phim kinh dị. Đến cảnh kinh dị nhất, người con gái sẽ sợ hãi ôm lấy người con trai, sau đó hai người sẽ nắm tay nhau và hôn nhau say đắm. Em muốn xem phim sao? Ừ, em muốn xem phim kinh dị. Cô đang tưởng tượng đến một cảnh tình cảm mỹ mãn ở trong rạp chiếu phim. Vậy mà kết quả, Lục Tử Hàn mất kiên nhẫn, xếp hàng lâu quá, đã vung tay bao luôn cả rạp chiếu phim. Làm phi đến nước này thì cạn lời rồi. Hai người ngồi trong không gian không bóng người, lạnh lẽo xem phim. Thấy sắc mặt của cô không được tốt, anh cúi xuống nâng gương mặt của cô lên. Em sao thế, Tiểu Phi? Xem phim mà chỉ có hai người thế này thì còn gì là cảm hứng nữa. Hơn nữa, anh bao cả cái rạp to thế này là có ý gì? Anh không thể nào làm theo những cách bình thường được à? Anh là một người bình thường một ngày thôi, em xem nào. Có vẻ như là Lục Tử Hàn đang cố gắng tiếp thu những điều mà cô nói. Vài phút trước khi mà phim được trình chiếu, anh đã gọi quản lý đến, mở cửa cho khách hàng vào xem cùng. Ngài nói thật sao ạ? Không nói thật, thì tôi gọi ông vào đây để làm cái gì? Vậy là những người hôm nay may mắn đến rạp chiếu phim mừng như điên, bởi vì không mất tiền mà vẫn được vào xem phim miễn phí. Họ hận Lục Tử Hàn không thể nào đến sớm hơn để ngày ngày được hưởng ké như thế này. Đó cũng chính là lần đầu tiên Lam Phi xem bộ phim kinh dị như vậy.
Cô vừa ăn miếng khoai tây chiên, vừa chăm chú xem phim. Trên màn hình lớn, bỗng dưng xuất hiện một cảnh phim kinh dị. Cả rạp chiếu phim như bị đông cứng. Lam Phi cũng có chút sợ hãi, định quay sang nắm tay của Lục Tử Hàn. Nhưng mà không ngờ anh lại vô cùng điềm tĩnh ngồi phân tích. Kỹ xảo kém quá, trông chẳng thật chút nào. Tại sao mọi người lại sợ thế nhỉ? Nếu ai cũng như anh thì mọi người cần gì phải đến đây xem phim cơ chứ? Rạp phim bắt đầu đến đoạn gay cấn nhất. Những cảnh rùng rợn xuất hiện liên tục khiến cho khán giả ngồi xem phim ai nấy đều sợ thót cả tim. Và cả Lam Phi cũng không ngoại lệ. Khi mà đến một phân đoạn cảnh nóng, những người ngồi xem bắt đầu đỏ mặt tía tai. Lam Phi đen hơn, đó chính là Lục Tử Hàn lấy tay che mắt lại. Cũng muốn lôi cái tay của anh ra thì đã bị anh ôm vào trong lòng, hôn chụt một cái trên môi cô. Anh đang khiêu chiến với em có đúng không, Lục Tử Hàn? Anh thấy mọi người vẫn đang chăm chú xem phim thì cúi xuống thì thầm vào tai cô. Mấy cảnh này diễn giả chân quá. Nếu như em muốn xem chân thật thì tối về anh sẽ diễn cho em xem. Ngay lập tức cô đã bị anh chọc cho mặt đỏ tía tai, không thể nào giấu mặt đi đâu. Mãi cho đến khi phân cảnh kia kết thúc thì Lục Tử Hàn mới buông cô ra, còn nhân tiện thơm cô thêm một cái nữa. Đúng là đồ biết lợi dụng mà. Đến gần cuối bộ phim thì chân tướng được hé mở. Lam Phi và cả những cô gái đã bị cảnh diễn làm cho bật khóc tức tưởi. Bạn trai nhà người ta thấy bạn gái khóc thì ôm vào trong lòng an ủi. Còn Lục Tử Hàn thấy Lam Phi khóc thì xa sầm nét mặt, định lấy điện thoại gọi cho trợ lý gỡ bỏ luôn cả cái rạp chiếu phim này đi. Cũng may là cô ngăn cản kịp thời, nếu không thì cô thật sự là có lỗi với rất nhiều người muốn xem phim. Xem xong bộ phim mà cô cảm giác như là mình có rất nhiều cảm xúc. Đầu tiên là sợ hãi với những cảnh kinh dị, sau đó cô lại bị Lục Tử Hàn làm cho tức giận vì không cho cô xem phần cảnh nóng bỏng. Cuối cùng là bật khóc, suýt chút nữa gây ra đại họa. Người nào đó thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, vô tội. Anh lại còn thản nhiên nắm lấy tay của cô kéo đi dùng bữa trưa. Hai người đến nhà hàng truyền thống để dùng bữa. Nghe cách giới thiệu của nhân viên, có vẻ nơi đây khá cổ kính. Các món ăn đều mang phong cách và hương vị truyền thống rất bắt mắt. Mỗi ngày đều có rất nhiều gia đình và cặp tình nhân đến đây để dùng bữa. Và hôm nay không ngoại lệ, nhà hàng rất đông, phải đứng xếp hàng chờ nhân viên xếp chỗ. Cũng may Lam Phi đã lường trước được sự việc như thế này nên cô cấm Lục Tử Hàn không được bao nguyên cả nhà hàng. Nhìn thấy anh gật đầu thì cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ đâu, quay đi quay lại, Lục Tử Hàn đã dẫn cô lên tầng cao nhất của nhà hàng. Chính xác hơn là anh đã bao nguyên cả cái tầng này. Anh không nghe thấy em nói gì sao? Em đã bảo là anh không được bao... Là ông chủ tự nguyện mời chúng ta lên đây mà. Anh đừng có mà gạt em. Chẳng lẽ ông chủ và anh có quen biết sao? Đúng vậy. Đây là chi nhánh nhỏ do anh đầu tư. Ông chủ ở đây chỉ là quản lý thôi, còn tiền chạy về túi của anh. Cô há hốc cả miệng, không biết phải nói gì bây giờ nữa. Vì là Lục Tử Hàn cho nên nhân viên phục vụ rất nhanh đã mang đồ ăn lên, không một chút nào chậm trễ. Trên tầng cao nhất có thể quan sát được toàn cảnh thành phố trong tầm mắt. Càng đẹp hơn là được ngắm nhìn hồ nước ở bên cạnh công viên. Nói chung là quang cảnh ở đây chính là thiên thời địa lợi. Nói vậy thôi, muốn dùng bữa trên này cũng không phải là rẻ mạt đâu. Nếu như các tầng khác chỉ phải trả theo cấp độ thấp thì riêng tầng này khách hàng phải trả số tiền gấp 3 để được lên đây. Hai người đang ngồi dùng bữa với phong cảnh đẹp thì tất nhiên phải thêm phần lãng mạn. Lục Tử Hàn biết thân thể của cô vốn rất yếu nên đặc biệt dặn dò nhân viên mang mấy món tầm bổ lên cho cô dùng. Lam Phi vừa ăn xong bát cháo thì Lục Tử Hàn đặt đĩa tôm và thịt cá đến trước mặt của cô. Vừa nãy cô thấy anh cứ cắm cúi làm cái gì đó, không ngờ là anh bóc vỏ tôm lấy xương cá ra cho cô. Vừa lau tay thì điện thoại trong túi của Lục Tử Hàn bỗng chốc đổ chuông, là Du Minh Hạo gọi điện đến. Giờ này có phải là giờ làm việc đâu,
Gọi cho tôi để làm cái gì chứ? Dù Minh Hạo ở đầu dây bên kia dường như là đang rất mất bình tĩnh. Vì không biết phải làm sao, thế nên anh ta mới gọi điện hỏi ý kiến của Lục Tử Hàn. Chết rồi, tôi phải làm thế nào đây, Tử Hàn? Tôi không biết phải làm gì cả. Còn không vào vấn đề là tôi sẽ tắt máy đây nhá. Quản gia vừa điều tra những người phụ nữ ở bên cạnh tôi. Tất cả vẫn ổn cho đến khi mà phát hiện người phụ nữ đó. Dù Minh Hạo vốn dĩ là sắp kết hôn, chính vì vậy mà ông nội anh ta đã bảo quản gia đi điều tra. Không điều tra thì thôi, mà điều tra thì ai ngờ lại phát hiện ra một chuyện động trời. Năm đó tôi uống say, lỡ lên giường với một người phụ nữ mà không dùng biện pháp. Bây giờ cô ta đã sinh ra đứa con của tôi rồi. Với cái tính trăng hoa của Du Minh Hạo thì anh ta có con, Lục Tử Hàn cũng chẳng bất ngờ đâu. Thế bây giờ cậu định thế nào đây? Cậu còn hỏi tôi sao? Tôi không biết làm thế nào thì tôi mới gọi hỏi ý kiến cậu chứ. Tử Hàn à, cậu nhất định phải giúp tôi. Một lát sau đó thì điện thoại của Lục Tử Hàn nhận được tin nhắn. Anh mở ra, hóa ra là tin nhắn của Du Minh Hạo gửi thông tin của người phụ nữ và cả đứa trẻ kia cho anh xem. Tô Cẩm Vận, 25 tuổi, cảnh sát hình sự. Tô Thiếu Luân, 6 tuổi. Tô Thiếu Luân, 6 tuổi sao? Sao thế? Có chuyện gì? Làm Phi nghe thấy Lục Tử Hàn nhắc đến cái tên Tô Thiếu Luân thì có chút quen tai. Lục Tử Hàn đưa điện thoại cho cô xem. Dù Minh Hạo mới điều tra được mấy năm trước anh ta lỡ làm cho một cô gái có bầu, bây giờ hai mẹ con đang sống trong thành phố này. Đúng là cái tên lăng nhăng. Thằng bé đã 6 tuổi rồi, mẹ thì 25 tuổi. Vậy thì 7 năm trước cô gái kia 18 tuổi đã mang thai rồi. Nghe Lục Tử Hàn nói như vậy, Lan Phi chăm chú quan sát thông tin ở trong điện thoại. Quả nhiên đứa bé mà Lục Tử Hàn nhắc đến chính là Tiểu Luân mà cô đã gặp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 2 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.